thủa sơ khai trên mảnh đất đại lục càn nguyên đầy nắng và gió người người nhà nhà rủ nhau đi tu hành để trở thành tiên nhân ranh giới giữa cái thiện và cái ác cũng trở nên mập mờ từ đây tộc quân vũ là bộ tộc cai quản đại lục càn nguyên lúc bấy giờ họ cũng được coi là biểu tượng cho sự tu hành chính đạo tuy nhiên đối lập với đó là bộ lạc mang tên ám giả ô đình họ tôn sùng sức mạnh tuyệt đối và có thể bất chấp tất cả để giành được nó chính vì thế bộ lạc này được liệt vào danh sách đen của môn phái tà đạo câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mùa thu lạnh lẽo tả thanh loan cùng phượng vũ rủ nhau ra đồng luyện kiếm trong lúc không để ý phượng vũ đã bị thanh loan chọc vào chán và lấy đi một giọt máu tưởng là lấy về để đánh tiết canh nhưng không phải giọt máu đó chính là chân huyết phượng hoàng mà trời sinh ban tặng cho phượng vũ từ khi sinh ra phượng vũ sở hữu chân huyết phượng hoàng nên việc tu hành khá dễ dàng le vô cứ phải gọi là tăng chóng mặt chính vì lẽ đó mà thanh loan đã đem lòng đố kỵ nhân cơ hội cùng nhau luyện tập cô ta đã ra tay để cướp đi chân huyết phượng hoàng của phượng vũ mất đi cái ngàn vàng phượng vũ cũng nhanh chóng trở thành một phế nhân đến cuối cùng Phượng Vũ bị Thanh Loan đâm một nhát và rơi xuống vực. Đúng lúc đó một sự hoán đổi linh hồn xảy ra, Phượng Vũ được một người đàn ông lạ cứu sống, người này tên Mộc Cửu Châu, là sư phụ của cô ấy. Tuy nhiên sau khi Phượng Vũ tỉnh lại cô ấy không nhớ gì cả. Mộc Cửu Châu lấy chân huyết Phượng Hoàng của mình ra để truyền cho cô ấy. Tuy nhiên để khôi phục lại tu vi như ban đầu cần phải tìm được tiên linh quả, lấy nó luyện thành linh đan để uống. Phượng Vũ u ớ chưa hiểu chuyện gì thì Mộc Cửu Châu đã biến mất vào chiếc nhẫn trên cổ cô ấy. Trong cốt truyện có ghi linh hồn nhập thể vào trong cơ thể hiện tại của Phượng Vũ là một cô gái thời hiện đại. Cô ấy là một sinh viên đại học chuyên ngành Đông y Hà Nội. Vì gặp một sự cố nên đã xuyên không tới đây, tỉnh lại dưới thân phận là Phượng Vũ. Kể từ khi tỉnh lại Phượng Vũ bị mất hết tu vi, tính tình cũng thay đổi giống như trở thành một người khác. Cũng chính vì lý do đó mà Phượng Vũ và mẹ của mình đã bị đày ra biên cảnh để sinh sống. Ba năm sau tại vùng biên cảnh, Phượng Vũ nhờ vào kiến thức y học thời hiện đại của mình mà trở thành một kẻ bán thuốc dạo có tiếng tại vùng biên cảnh. Trên đường đi, Phượng Vũ gặp được một tên béo, sau khi khám bệnh bằng mắt cô ấy liền phán huynh từ nhỏ đến lớn có phải thường xuyên bị đái dầm hay không quả thật có chuyện đó tuy nhiên loại thuốc này không hề rẻ tên béo còn đang tưởng chuyện gì to tát gia đình hắn ta không có gì ngoài điều kiện chính vì thế đắt nhường nào hắn cũng đòi mua cho bằng được không ngờ kiếm tiền thời cổ đại lại dễ dàng như vậy ở một diễn biến khác ba vị công tử này là người của tộc quân vũ bọn họ đang trên đường đi tìm tinh linh quả thì bị mai phục bọn chúng là người của ám giả ô đình nhưng đám diễn viên quần chúng này đâu thể làm khó được bọn họ cùng lúc đó phượng vũ lên núi tìm một ông già ông ấy tên ba lão đầu là truyền nhân của thái thượng lão quân trong tây du ký bây giờ tiên linh quả ở rừng băng chắc cũng chín rồi nếu có thể lấy được nó thì sẽ luyện được linh đan để khôi phục tu vi tuy nhiên rừng băng có rất nhiều yêu thú nên để vào đó cũng không hề dễ dàng bên phía thành nguyên đô người phụ nữ này là thánh hậu của tộc quân vũ còn người đàn ông này là chồng của bà ta tên thánh quân nghe nói tiên linh quả sắp chín nên thánh quân đã sai con trai của mình đến rừng băng để lấy tiên linh quả Nghe đồn tiên linh quả 60 năm mới xuất hiện một lần. Kẻ nào sở hữu được nó tu vi cũng sẽ nhanh chóng mà thăng cấp. Buổi tối, Phượng Vũ đi chơi về thì gặp mẹ mình đang đứng đợi ở cổng. Gần đây bọn yêu thú hấp diêm dạo thường xuyên xuất hiện. Nên bà ấy tỏ ra rất lo lắng cho nhan sắc của con gái mình. Sau khi quay về phòng ngủ, Phượng Vũ nằm mơ thấy sư phụ của mình. Tiên linh quả trong rừng băng đã chín. Con phải nhanh chóng lấy nó về để luyện cửu chỉ hồ linh đan. Có như thế con mới lấy lại được tu vi của mình. Sáng hôm sau, Phượng Vũ thức dậy trong một bộ outfit không thể nào cái bang hơn. Sau khi trang điểm xong một chủ một tớ trông chẳng khác nào ăn mày. Họ cùng nhau đi tới quán rượu để nghe ngón thông tin về tiên linh quả. Nghe nói quân Lâm Nguyên con trai của thánh quân tộc quân Vũ cũng chuẩn bị đến đây để đi tìm tiên linh quả. Trước đây hắn ta và Phượng Vũ có hôn ước với nhau. Nhưng sau khi Phượng Vũ bị mất hết tu vi hắn ta liền quay xe. Từ đó đến giờ cũng không thấy ai nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng tất cả những chuyện này Phượng Vũ lại chẳng nhớ gì cả. Đúng lúc đó một đám người của Bích Lạc Cung cũng đến một lát sau có một tên ăn mày xuất hiện đám người của bích lạc cung vì thương tình nên đã cho hắn ta một đĩa bánh tuy nhiên sau khi ăn xong hắn ta lăn đùng ra dãy ruộng đám người của bích lạc cung vì sợ tội nên đã đưa tiền cho chủ quán đi mời đại phu đúng lúc đó phượng vũ nhào ra hóng hớt ngay lập tức bị cô nương kia ngăn cản nhưng cứu người là quan trọng hàng đầu hơi đâu mà đi giải thích với bọn họ một lát sau thanh loan xuất hiện cô ta tính lấy tiên dược ra để cứu người thì đúng lúc đó hắn ta tỉnh lại đám diễn viên quần chúng không biết còn tưởng thanh loan đã cứu hắn ta Thanh Loan hiện được phong là thần nữ của Bích Lạc Cung. Nghe nói gần đây biên cảnh yêu thú hoành hành, nên cô ta đã dẫn người đến đây để tiêu diệt yêu thú. Đúng lúc đó một trận động đất 7,1 độ richter te xảy ra. Cả quán rượu rung chuyển như sắp sụp đổ, tuy nhiên sau khi ra bên ngoài thì mới biết đó là một con yêu thú. Nó tên là Hỏa Vân Cự ưng, là linh thú bảo vệ tiên linh quả suốt bao năm qua. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà nó lại xuất hiện ở đây. Bỗng chiếc nhẫn long phượng của phượng vũ phát sáng, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của con hỏa ưng cũng may có thanh loan đứng ra ngăn cản kịp thời tuy nhiên con hòa ưng này rất mạnh huyền băng áo của thanh loan nhanh chóng bị nứt ra trong lúc giao đấu một ngọn lửa vô tình lao về phía của phượng vũ đúng lúc đó một thanh kiếm bay ngang qua để ngăn cản nam thần áo trắng xuất hiện anh ấy chính là quân lâm uyên thái tử của tộc quân vũ đồng thời cũng là vị hôn phu quá khứ của phượng vũ còn hai anh chàng đẹp trai đi cùng một người tên phong tầm còn một người tên hiền dịch tất cả mọi người cùng nhau hợp sức để tiêu diệt hòa ưng trong giây phút quan trọng nhất quân lâm uyên giơ kiếm lên trời sau đó dùng tia xét để quật ngã hòa ưng nhưng nó vẫn chưa chết hòa ưng cảm nhận được chiếc nhẫn long phượng trên cổ của phượng vũ nó lao đến quắp lấy cô ấy và bay đi ngay lập tức quân lâm Nguyên đuổi theo để cứu người trên đường bay vì không thắt dây an toàn nên phượng vũ đã bị rơi xuống một mỏm đá cô đơn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc quân lâm Nguyên lại một lần nữa xuất hiện quân lâm Nguyên mải nắm tay gái nên không cẩn thận đã đánh rơi cây thần kiếm của mình trong tình huống này chỉ có rơi xuống vực may ra thì còn sống phượng vũ nghe xong giật mình trượt chân rơi xuống vực Quân Lâm Nguyên dại gái cũng nhảy theo để cứu người, cũng may hai người rơi xuống hồ nước nên không sao. Tuy nhiên Quân Lâm Nguyên thế mà lại không biết bơi, vừa rơi xuống nước đã bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó tại bộ lạc mang tên Ám giả Ô Đình. Thanh niên đẹp trai này tên ngựa Minh Dạ, là con trai của tộc trưởng Ma Tô, đồng thời cũng là thế tử của Ám giả Ô Đình. Người đàn ông này chính là cha của anh ấy. Tộc trưởng Ma Tô nghe bọn câm nó đồn tiên linh quả đã chín, nên Ma Tô đã phái con trai của mình đi để lấy nó về. Tuyệt đối không để người của tộc Quân Vũ giành trước. Ngựa Minh Dạ nghe xong liền lập tức lên đường, quay lại phía bên này, Phượng Vũ vớt Quân Lâm Uyên lên bờ trong tình trạng uống no nước. Sau một hồi tận tâm cứu chữa cuối cùng anh ấy cũng đã tỉnh lại. Tuy nhiên lúc này Quân Lâm Uyên không hề biết người trước mặt mình là Phượng Vũ. Nhìn cái giao diện cũ kỹ này khiến anh ấy ngán ngẩm rời đi. Phía quê nhà, cô nha hoàn cùng mẹ của Phượng Vũ lên núi tìm ba lão đầu để thông báo tình hình. Tuy nhiên ba lão đầu nghe xong lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Phượng Vũ bản tính thông minh lanh lợi lại đi cùng các linh tu cao cấp như Quân Lâm Uyên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu quay lại phía bên này phượng vũ lẽo đẽo chạy theo quân lâm uyên để xin được bảo vệ hiện tại bọn họ đang ở trong rừng băng không khí ở đây vô cùng lạnh lẽo người bình thường đi vào đây chưa cần bị yêu thú ra tay cũng sẽ bị lạnh mà chết nói xong quân lâm uyên bay đi tìm thần kiếm để phượng vũ một mình ở lại đúng lúc đó một đàn ong rừng xuất hiện phượng vũ tò mò nên đã chạy theo vô tình phượng vũ phát hiện trên cây có một bình sữa của ong chúa nghe nói sữa ong chúa là linh thảo tự nhiên của rừng sâu ăn nó vào cũng có thể miễn cưỡng mà chống chọi lại được cái lạnh của rừng băng. Đúng lúc đó Phong Tần xuất hiện, cả hai bị đàn ong dí cho chạy cong đít, đùa với nhà cô một chút cho vui thôi. Phong Tần lấy ra cây quạt ba tiêu quạt một phát khiến cho lũ ong chết hết. Phượng Vũ vô tình làm rơi món đồ trên tay mình xuống. Phong Tầm nhặt lên mở ra liền hiểu lý do tại sao. Đúng là vừa ăn trộm vừa la làng, khổ thân chị ong nâu nấu nấu nâu. Phong Tần là một thanh niên nhiệt tình hoạt bát, tuy nhiên có đôi lúc hơi thái quá nên đến bây giờ vẫn ế vợ sau đó phượng vũ dẫn phong tầm đến nơi bà hai người bị rơi xuống đúng lúc đó hiền dịch và mộc giao cũng xuất hiện tuy nhiên cả hai thanh niên này đều không nhận ra người trước mặt mình chính là phượng vũ để lấy được tiên linh quả nên phượng vũ đành phải nói dối về thân phận của mình ta tên phượng thị vũ nhà ở biên cảnh xa xôi chữ xôi vừa kết thúc thì quân lâm nguyên quay lại hiền dịch và mộc giao ra sức ngăn cản không cho phượng vũ đi theo nhưng phong tầm không đồng ý cô ấy chỉ là một người bình thường nếu ở lại một mình trong rừng băng này chắc chắn sẽ chết sau cùng quân lâm uyên cũng đồng ý cho phượng vũ đi theo cùng lúc đó ngựa minh dạ cùng đám thị vệ cũng đã tiến vào rừng băng sau một hồi giao chiến với hòa ưng cuối cùng lại để nó chạy thoát quay lại phía bên này mộc giao trời sinh bản tính nhỏ nhen cô ta năng lực có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên trong mắt của mộc giao chỉ có đại tỷ thanh loan là số một còn lại những kẻ khác chẳng là gì cả năm xưa thanh loan và phượng vũ là hai nữ nhân xuất chúng nhất thành nguyên đô tuy nhiên sau khi phượng vũ mất đi huyết phượng hoàng đã trở thành phế vật phượng vũ sau khi tỉnh lại cũng đã mang linh hồn của một người khác nên những chuyện trước đây cô ấy cũng chẳng nhớ gì cả sau khi được phong tầm kể lại phượng vũ mới biết năm xưa phượng vũ cùng ba người này vốn rất thân thiết năm đó quân lâm uyên và phong tần ra sức tranh giành phượng vũ tấm thân bé nhỏ này biết gả cho ai đây vừa hay ở đó có một viên tiệt tình cổ phượng vũ cầm lấy và tuyên bố ai ăn hết nó sau này lớn lên ta sẽ gả cho người đó quân lâm uyên vừa nghe xong tưởng đó là kẹo nên cầm lấy cho thẳng vào mồm sau thời gian đó quân lâm uyên đã đi khắp nơi để tìm thuốc giải nhưng vẫn không được Ngày hôm sau, Ngựa Minh Dạ đang lang thang trong rừng thì chạm mặt Quân Lâm Uyên. Ngựa Minh Dạ vừa quay lại liền bị Quân Lâm Uyên nhét thuốc vào mồm. Đây là một loại thuốc tê, người uống phải nó sẽ bị tê tê trong vòng 6 tiếng. Để lấy được tiên linh quả thì như này cũng được coi là một cách. Sau đó Quân Lâm Uyên trói Ngựa Minh Dạ lại và treo ngược lên cây. Này mạ gặp mấy con yêu nữ trong rừng thì mất đời trai như chơi. Một lát sau Phượng Vũ đang lang thang trong rừng tìm chỗ đi vệ sinh. Vô tình phát hiện Ngựa Minh Dạ đang bị treo ngược trên cây. Không biết là người tốt hay kẻ xấu nhưng dù sao thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp phượng vũ chạy đến cởi dây để thả hắn ta xuống đột nhiên ngựa minh dạ tỉnh lại phượng vũ sợ quá cong đít bỏ chạy ngựa minh dạ nửa tỉnh nửa mê còn tưởng mình được tiểu tiên nữ cứu sáng hôm sau mọi người tiếp tục tiến sâu vào trong rừng để tìm kiếm tiên linh quả ở đây có rất nhiều những hồn ma vất vưởng bọn chúng được gọi là tà linh ngay lập tức một cuộc chém khói nổ ra với những người có tu vi cao như mấy người này thì đám tà linh này quá dễ để đối phó tuy nhiên phượng vũ thì khác cô ấy run rẩy bước đi trong đêm lanh quanh luẩn quẩn lại đụng chúng quân lâm uyên theo phản xạ tự nhiên cô ấy giật mình ngã ngừa rất nhanh quân lâm uyên nắm tay và đảo ngược tình thế cho cô ấy nằm trên điều này vô tình khiến hai người cắn mỏ vào nhau sau đó phượng vũ ngượng ngùng đứng dậy rời đi quân lâm uyên vì muốn giữ kín chuyện này nên đã đi theo để xin lỗi tuy nhiên để giữ kín chuyện này phượng vũ đưa ra một điều kiện ở đây hoang vu lạnh lẽo như này hay là ngươi hát một bài cho ta nghe đi nghe xong biết đâu ta suy nghĩ lại mà không bắt ngươi chịu trách nhiệm với ta thì sao sau một hồi suy nghĩ cuối cùng quân lâm uyên cũng đồng ý Quân Lâm Nguyên hắng giọng và bắt đầu hát, phía bên này ba người còn lại đang loay hoay đi tìm hai người. Bỗng Hiền Dịch nghe thấy tiếng gì đó, đây chẳng phải tiếng của Quân Lâm Nguyên sao? Không thể nhầm được, giọng ca trai em này ngoài huynh ấy ra còn ai? Phượng Vũ cảm thấy ân hận vì lời đề nghị của mình nên đã dùng tay bịt miệng anh ấy lại để ngăn cản. Đúng lúc đó một đám tà linh khác xuất hiện, chắc vì nghe được giọng hát của anh ấy nên bọn chúng đã cảm động mà chạy đến đây để đu idol. Quân Lâm Nguyên tạo ra một kết giới để bảo vệ Phượng Vũ, còn anh ấy một mình chống chọi với đám tà linh tuy nhiên bọn chúng quá đông mà sức người thì có hạn trong lúc giao đấu quân lâm uyên không cẩn thận nên đã bị đám tà linh dùng ánh mắt để mê hoặc ngay lập tức anh ấy gục xuống và ngất đi phượng vũ vừa mở mắt ra thì phát hiện nhẫn long phượng trên cổ cô ấy phát sáng hình bóng con hòa ưng hiện ra sau đó biến mất vào trong chiếc nhẫn đúng lúc đó đám người của phong tầm xuất hiện quân lâm uyên bị mị ma mê hoặc nên tạm thời ngất đi cùng lúc đó đám thuộc hạ của ám giả ô đình cũng đang phải gồng mình để chống lại đám tà linh ngựa minh dạ vừa xuất hiện thì bọn chúng liền sợ chạy đi hết quân lâm uyên thế mà lại dám dở trò với ta thù này không trả ta không làm người quay lại phía bên này mọi người đang nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi bỗng nhiên phượng vũ nghe thấy tiếng gọi từ trong chiếc nhẫn ngay lập tức cô ấy ngất đi và rơi vào linh giới thì ra thi thể của mộc cửu châu vẫn luôn được cất giữ ở đây bỗng nhiên con chim nhỏ lên tiếng nó chính là hỏa vân cự ưng biến thành ba năm trước mộc cửu châu đã dùng chân huyết của mình truyền lại cho phượng vũ sau đó chìm sâu vào giấc ngủ đến bây giờ nó chính là linh thú của mộc cửu châu Ông ấy đã biến nó thành hòa ưng để bảo vệ tiên linh quả. Sư phụ nói chờ khi nó chín ngươi sẽ đến để lấy nó. Dùng tiên linh quả để có lại tu vi chỉ là bước đầu. Mục đích cuối cùng là đánh thức Mộc Cửu Châu tỉnh lại. Bước đầu tiên ngươi phải lấy được tiên linh quả để luyện thành linh đan. Sau đó ta sẽ chỉ ngươi những bước tiếp theo cần phải làm gì. Một lát sau Phượng Vũ tỉnh lại, vì quá rảnh rỗi nên cô ấy đã thêu lên váy của Quân Lâm Uyên một hình gì đó. Phượng Vũ đang thêu giờ thì Quân Lâm Uyên tỉnh lại, Quân Lâm Uyên vừa nhìn đã chê lên chê xuống, đúng là làm ơn mắc oán mà ngày hôm sau mọi người cùng nhau tiến vào hòa ưng động để lấy tiên linh quả ngựa minh dạ lúc này cũng đã đến đây hắn ta đang định ra tay thì phát hiện đám người của quân lâm uyên và đây chính là tiên linh quả trong truyền thuyết trông chẳng khác nào cái bóng đèn các ông nhỉ ba thanh niên hung hăng lao vào chiến đấu còn mộc giao chịu trách nhiệm bảo vệ cho phượng vũ ngựa minh dạ quyết định không ra tay lúc này chắc lại tính người ông đắc lợi đây mà xấu tính thật chứ một lát sau mộc giao âm mưu đẩy phượng vũ ra ngoài để hãm hại cô ấy đúng là nhan sắc có hạn mà thủ đoạn có thừa sau đó mọi người cùng nhau hợp lực đối phó với hỏa ưng bỗng đầu phượng vũ nảy số cô ấy chạy đến chỗ phong tầm và nói mọi người cố gắng giữ chân nó để ta trèo lên lấy cái bóng đèn đó về với thân hình nhỏ bé và nhanh nhẹn của mình rất nhanh phượng vũ đã trèo lên được chỗ có tiên linh quả cuối cùng cũng lấy được nó đúng lúc đó ngựa minh dạ ngứa tay chỉ lên trời không ngờ lại có mưa đá rơi xuống đồng thời cũng đã làm lộ vị trí của bản thân hòa ưng thấy biến cũng chui tọt vào chiếc nhẫn long phượng để trốn bỗng nhiên có một viên đá siêu to khổng lồ rơi xuống đầu phượng vũ cũng may quân lâm nguyên nhanh chân chạy đến bảo vệ nếu không thì phượng vũ đã dẹp nghép như con rán rồi quân lâm nguyên giả vờ kiệt sức để tiếp cận phượng vũ đang chuẩn bị khóa môi thì bị phong tầm phá hỏng thật là đen quá đi mà dù sao thì cuối cùng cũng lấy được tiên linh quả đúng lúc đó ngựa minh dạ xuất hiện hắn ta bắt phượng vũ làm con tim để uy hiếp tuy nhiên quân lâm nguyên lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng ta và cô ta không liên quan gì cả muốn chém muốn giết thì tùy ngươi ngựa minh dạ nghe xong bất ngờ bật ngừa không ngờ tên này lại sống bất chấp như vậy không lấy được tiên linh quả nên ngựa minh dạ cũng chỉ đành bắt phượng vũ đi cho đỡ lỗ sau đó hắn ta đưa cô ấy trói lại và thổi sáo cho nghe lúc này phượng vũ lại giở chiêu mèo khóc chuột ra để lùa gà nhà ta ở bên cạnh vốn cha mẹ sinh ra giao diện xấu xí nên vẫn chưa chống lầy hôm đó ta đang đi xem mắt thì bị quân lâm Nguyên bắt đi hắn ta nói muốn dùng ta làm cống phẩm cho hòa ưng để lấy tiên linh quả ngựa minh dạ nghe xong cũng rơm rớm nước mắt sau đó một chiến dịch lùa gà bắt đầu phía bên này sau khi phượng vũ bị bắt đi độc tình cổ của quân lâm uyên cũng phát tác phải chăng anh ấy đã có rung động với Phượng Vũ mà bản thân không hay? Đúng lúc đó mộc giao bị một thứ gì đó ném vào đầu. Thì ra đó là thư của Ngựa Minh Dạ, "Nếu ngươi muốn cứu Phượng Vũ hãy đến bên hồ gặp ta. Nếu không ngày mai cả đại lục Càn Nguyên sẽ biết ngươi là một kẻ vong ân bội nghĩa." Sau một hồi bàn bạc, Quân Lâm Nguyên phái Phong Tầm và Hiền Dịch đi để kiểm tra. Hai người đến bên hồ quả nhiên phát hiện Ngựa Minh Dạ đang ở đây. Quân Lâm Nguyên nhặt mảnh giấy lên đọc thì phát hiện logo của Phượng Vũ, anh ấy đưa tiên linh quả cho mộc giao bảo quản. Sau đó đến bên hồ để cứu Phượng Vũ. Mộc Giao đang hí hửng vì được trai đẹp tin tưởng, nào ngờ một cơn gió lào thoáng qua làm cô ta ngất luôn tại chỗ. Phượng Vũ xuất hiện và lấy đi tiên linh quả mà không tốn một chút sức lực nào. Cùng lúc đó, hai thanh niên này quyết định giao đấu võ mồm xong mới đánh nhau. Nói qua nói lại một hồi cả hai mới chợt nhận ra mình là hạt đậu xanh chứ chẳng phải là gà. Phượng Vũ vui vẻ rời khỏi rừng băng, sau đó đem tiên linh quả đến cho ba lão đầu. Ba lão đầu nhận lấy tiên linh quả sau đó thả nó vào lò luyện đan. Cần ba ngày để luyện ra cửu chỉ linh đan, nên cũng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi mặc dù đã lấy được tiên linh quả nhưng Phượng Vũ trong lòng cũng có đôi chút áy náy. Sau đó Phượng Vũ quay trở về báo tin bình an cho mẹ mình. Phượng Vũ đang tính trèo tường vào cho mẹ bất ngờ thì vô tình phát hiện. Phượng Lưu và Đường Ca đang ở đây, hai người này là anh em cùng cha khác mama của Phượng Vũ. Nghe nói từ khi Phượng lão ra qua đời, Phượng Minh Kiếm đã quay về nhà cũ để phong ấn, chính vì thế hai anh em đã cố tình đến đây tìm kiếm hòng chiếm đặt nó. Bọn chúng liên tục dùng những lời lẽ để gây khó dễ cho mẹ của Phượng Vũ. Chứng kiến cảnh này Phượng Vũ chịu không nổi, Cô ấy quyết định ra tay để dạy cho bọn chúng một bài học. Một lát sau Phượng Vũ lên đồ, sau đó bưng trà lên mời hai người bọn họ, Phượng Vũ cố ý trượt tay đổ trà lên người của Đường Ca. Tuy nhiên đứng trước nhan sắc tuyệt phẩm làm sao mà nỡ giận chứ? Sau khi biết bọn chúng đến đây để tìm Đường Minh Kiếm, Phượng Vũ liền nghĩ ra một chiêu, nếu ta nhớ không nhầm thì Phượng Minh Kiếm được giấu ở trong bồn hoa thì phải. Đường Ca nghe xong liền vui sướng chạy đi tìm kiếm, đúng là dạy gái còn hơn cả AD luôn. Cùng lúc đó, Ngựa Minh Dạ quay về mà không lấy được tiên linh quả nên đã bị Ma Tô thẳng tay trừng trị. Nếu ngươi để tiên linh quả rơi vào tay của Quân Lâm Uyên thì đừng quay trở về nữa. Nghe xong Ngựa Minh Dạ ngay lập tức lên đường. Cùng lúc đó đội của Quân Lâm Uyên cũng đã về tới thành biên cảnh. Người đàn ông này là bát thành chủ, nghe tin quân điện hạ giá đáo liền vội vã ra ngoài để nghênh đón. Phong Tầm lấy ra một bức tranh và nhờ ông ta tìm giúp người trong đó. Quay lại phía bên này, đám thuộc hạ của Đường Ca đang đào tung các bồn hoa trong phủ lên để tìm Phượng Minh kiếm. Phượng Vũ đến tìm Đường Ca để đưa ra thêm gợi ý hydroheliniter phốt carbon neon huynh chịu khó nghiên cứu bài thơ này nhất định sẽ tìm ra nơi cất giấu phượng minh kiếm đường ca vì quá si mê trước nhan sắc của muội muội nên lý trí cũng bị lu mờ tuy đọc không hiểu gì nhưng vẫn tỏ vẻ ậm ờ đồng ý thực ra phượng vũ là đang cố tình trêu chọc hắn ta chứ làm gì có bài thơ nào như thế phượng vũ cùng nha hoàn đang tung tăng trong phủ thì phát hiện đám người của quân lâm uyên không hiểu vì lý do gì mà lại đến đây hai anh em này vừa thấy quân lâm uyên xuất hiện liền hồ hởi chạy ra chào hỏi Phượng Vũ lấy chiếc khăn gió ấm bịt mặt để bỏ trốn. Vô tình váy của nha hoàn mắc đinh gây ra tiếng động. Mặc dù không cố ý nhưng cũng đã bị phát hiện. Một cơn gió mùa thu cuốn theo lá vàng và chiếc khăn gió ấm bay đến tay của quân Lâm Nguyên. Ba anh em vừa nhìn thấy Phượng Vũ đã có cảm giác ngờ ngờ. Nhưng cũng may bọn họ vẫn chưa nhận ra đây chính là Phượng Thị Vũ. Sau đó ba anh em cùng nhau ra phố để đi dạo. Vô tình trên phố nghe được thông tin về Phượng Vũ. Cùng lúc đó Phượng Vũ lo sợ bại lộ thân phận nên vội vã chạy đến tìm ba lão đầu hai ông cháu chưa kịp nói gì thì ba người kia lại xuất hiện đúng là oan ra ngõ hẹp mà hết cách phượng vũ lại phải dùng lại tiệt chiêu mèo khóc chuột của mình tuy diễn dở nhưng đổi lại có chút nhan sắc nên cũng khiến người ta động lòng quân lâm uyên quyết định tối nay sẽ qua đêm ở phượng phủ để an ủi tinh thần cho cô ấy trên phố lúc này một đám cái băng đang chơi bầu tôm thì có một tấm hình rơi xuống ngựa minh dạ cầm theo một túi bánh bao và yêu cầu tìm giúp người trong bức hình đó lúc này ba anh em cùng phượng vũ quay trở về phượng phủ hai anh em này đúng ra nên đổi tên thành họ tưởng tên bờ thì đúng hơn sau đó nhà hoàn dẫn bọn họ đến một căn phòng đổ nát để qua đêm hai anh em liên tục la mắng cô nha hoàn vì dám đối đãi với khách quý như vậy tuy nhiên sau khi nghe nha hoàn giải thích mọi người mới hiểu ra mọi chuyện ba năm trước hai mẹ con phượng vũ bị đẩy đến đây sinh sống điều kiện vô cùng khó khăn và túng thiếu đã thế phượng ra ở nguyên đô còn cắt hết phụ cấp của hai mẹ con họ chính vì thế tiền ăn còn chẳng có lấy đâu ra tiền để thuê người dọn dẹp tiếp khách đường ca vì để bào chữa cho chuyện này nên đã móc ra mấy tờ ngân phiếu cô nha hoàn lanh lợi nhanh tay giật luôn mấy tờ ngân phiếu để lấy tiền đi chợ tối đến phượng vũ cùng nha hoàn bưng lên rất nhiều đồ ăn do phượng vũ nấu ba anh em ban đầu tỏ ra thanh cao nhưng phong tầm vì đói quá nên đã vứt hết liêm sỉ sang một bên tiếp theo là đến hiền dịch một lát sau đến lượt quân lâm uyên tuy có vẻ hơi gượng gạo nhưng vẫn là không chịu nổi cái đói không ngờ phượng vũ lại nấu ăn ngon như vậy ban đầu phượng vũ tính dùng đồ ăn để đánh lạc hướng bọn họ không ngờ lại bị phản tác dụng Ba người vì thấy đồ ăn ngon quá nên muốn ở lại thêm vài ngày nữa để thưởng thức. Cùng lúc đó ba lão đầu đang ngủ thì bị đánh thức. Thì ra là ngựa minh dạ, hắn ta vài vò ông ấy cả một đêm không ngủ. Sau đó hắn ta lấy ra một bức tranh vẽ Phượng Thị Vũ và nói. Ta đã nghe ngóng khắp cả thành mới tìm đến đây. Có người đã nói chính xác mấy hôm trước cô ta đã đến đây tìm ông. Ông không nói cũng chẳng sao. Chúng ta lại cùng nhau trải qua một đêm nữa nhé. Ở một diễn biến khác, mấy ông cháu nhà này đang cùng nhau thu dọn tàn cuộc do hòa ưng lần trước để lại đúng lúc đó một cô nương béo ú xuất hiện thấy mấy ông cháu đang loay hoay với tảng đá trước mặt nên cô ấy đã ra tay giúp đỡ những tưởng sẽ là một cảnh cảm động rơi nước mắt ai ngờ nhiệt tình cộng ngu rốt lại thành ra phá hoại đúng lúc đó hai chị em thanh loan xuất hiện họ đưa cho ông lão ít tiền đền bù sau đó kéo cô nàng béo ú rời đi sau đó thanh loan dẫn cô nương béo ú đến một quán phở nam định nghe nói phở ở đây rất ngon thì ra cô nương béo ú này tên triều ca là con gái của trưởng môn bích lạc cung năm xưa bị chúng ngải heo nên mới trở nên béo như vậy bỗng mộc giao nhận được công điện khẩn ngay lập tức hai tỷ muội đứng dậy rời đi phía bên này thành chủ đến để thông báo kết quả cho quân lâm uyên sau khi điều tra cụ thể có người đã nhìn thấy cô gái này mấy hôm trước đã từng đến chỗ của ba lão đầu nghe xong đám người của quân lâm uyên lập tức lên đường đường ca đến tìm phượng lưu để nghĩ cách mau chóng tìm ra phượng minh kiếm tuy nhiên phượng lưu lúc này đã ăn dưa bờ quá nhiều nên cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện đó nữa quân điện hạ cố ý đến đây ở là vì ta thật là thích quá đi quay lại phía bên này, ngựa minh dạ đang dùng nội công để ham dọa ba lão đầu. đúng lúc đó đám người của quân lâm nguyên đến, quân lâm nguyên vừa vào đã phát hiện có người đang ở đây. ngựa minh dạ một mình không đánh lại ba người nên đã bắt phượng vũ làm con tim. đột nhiên hắn ta ngửi thấy mùi cơ thể của phượng vũ rất giống phượng thị vũ, nhưng vì tình thế cấp bách nên cứ chuồn trước tính sau. sau đó phong tầm lấy ra một bức tranh để hỏi về tung tích của phượng thị vũ. cuối cùng ba lão đầu cũng nhớ ra, anh trai của phượng thị vũ tên võ tòng là một trong một trăm linh tám vị anh hùng lương sơn bạc vòng vo một hồi cuối cùng ba lão đầu lôi cả tam quốc diễn nghĩa ra để kể ba anh em nghe xong thấy nhức cái đầu nên rời đi thì ra tất cả những chuyện này là do phượng vũ đã kể cho ba lão đầu nghe lúc trước không ngờ bây giờ nó lại trở nên hữu dụng như thế quân lâm nguyên vừa ra ngoài thì độc tình cổ lại phát tác cùng lúc đó phượng lưu ra ngoài dạo phố thì nhặt được một mảnh giấy là tin nhắn của thanh loan ngay lập tức cô ta đến bờ suối để gặp thanh loan mặc dù chẳng ưa gì nhau nhưng vì cấp bậc tu hành của thanh loan cao hơn nên phượng lưu vẫn phải chấp nhận cúi đầu Thanh Loan đến để nhắc nhở Phượng Lưu nên biết chừng mực. Cô nên biết ai mới là người xứng đáng với quân điện hạ. Phượng Lưu nghe xong vâng vâng dạ dạ rời đi. Sau khi về Phượng Phủ, Phượng Vũ bắt đầu dở nghề châm cứu ra để kiếm tiền. Tuy nhiên sau khi hỏi thăm mới biết, mỗi khi tuyệt tình cổ phát tác cơ thể liền tỏ ra vô cùng đau đớn. Khẩu thị tâm phi nói trái lương tâm, tức là nghĩ một đàng nói một nẻo ấy. Sau khi bắt mạch xong Phượng Vũ phán một câu xanh dờn. Huynh ấy bị suy thận uống nhiều nước là được rồi. Tối đến Phượng Vũ đang ngồi dã thuốc thì ngựa minh dạ xuất hiện ngựa minh dạ vì lưu luyến mùi hương ban chiều mà đến nếu như che mặt đi thì chẳng khác nào phượng thị vũ cả biết ngựa minh dạ đang muốn tìm phượng thị vũ chính vì thế phượng vũ lại bắt đầu dở trò ta nghe nói quân lâm uyên đã bắt được phượng thị vũ hắn ta đang bức ép cô ấy để tìm ra tiên linh quả nếu người quan tâm đến cô ấy chỉ cần theo dõi hắn ta là sẽ tìm được người ngựa minh dạ nghe xong nửa tin nửa ngờ rời đi sáng hôm sau quân lâm uyên đang ngồi thiền thì phượng lưu đến nghe tin quân lâm uyên bị suy thận nên cô ta mang rất nhiều đồ bổ đến tuy nhiên quân lâm nguyên lại tỏ ra vô cùng tức giận sau đó còn đuổi cô ta ra ngoài phong tầm đứng bên nhịn không nổi mà cười bật ra thành tiếng phượng lưu bị đuổi tức tối quay về gặp đường ca ta cũng muốn có phượng minh kiếm chỉ khi ta trở thành gia chủ phượng gia thì mới xứng với quân điện hạ ngay lập tức hai anh em trở mặt thành thù quân lâm nguyên vì nghi ngờ thân phận của phượng vũ nên đã dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo trên đường đi thỉnh thoảng lại gọi tên phượng thị vũ khiến cho phượng vũ bất giác trả lời sau đó quân lâm nguyên dẫn phượng vũ đến một quán ăn để tâm sự dựa vào những quan sát của mình cộng thêm cách nói chuyện của phượng vũ dường như quân lâm uyên đã tìm ra đáp án rồi vô tình quân lâm uyên phát hiện ra ngựa minh dạ đang bám theo mình chính vì thế anh ấy đã tương kế tự kế quay lại phía phượng phủ ngựa minh dạ đột nhập vào thư phòng của quân lâm uyên để tìm người quả nhiên ở đây có người nhưng không phải phượng thị vũ mà là phong tầm đúng lúc đó hiển dịch xuất hiện hai đánh một không chột cũng que một lát sau quân lâm uyên cũng quay lại xin lỗi anh em lần này là ba đánh một chứ không phải hai nữa nhé cùng lúc đó phượng vũ quay về phủ thì bị phượng lưu chặn lại sau đó cô ta lấy ra một con dao để đe dọa ngươi còn dám quyến rũ quân điện hạ thì ta sẽ rạch nát mặt của ngươi quả nhiên cô ta máu liều nhiều hơn máu não tưởng dọa dẫm thế ai ngờ ra tay thật phượng vũ cũng chẳng vừa cô ấy rút cây châm ra và rạch một đường dài trên tay của phượng lưu điều này cũng trực tiếp khiến phượng lưu trở nên điên loạn cô ta rút ra một cây roi và quất về phía của phượng vũ quân lâm huyên đang đánh nhau thì linh cảm thấy điều chẳng lành nên vội chạy qua để xem Phượng Phu Nhân và Đường Ca xuất hiện nhưng cũng không thể ngăn nổi cơn điên của Phượng Lưu. Cô ta đập phá tất cả thảo dược của Phượng Vũ, sau đó không dùng bật lửa nhưng vẫn đốt cháy đùng đùng. Chưa dừng lại ở đó Phượng Lưu còn giật lấy chiếc nhẫn Long Phượng trên cổ Phượng Vũ và ném vào đống lửa. Phượng Phu Nhân thấy thế vội vàng tay không bới lửa tìm nhẫn cho con. Quả nhiên đã tìm được nhưng đổi lại đôi tay của bà ấy đã bị bỏng cấp độ 3. Chứng kiến cảnh này Phượng Vũ cảm thấy vô cùng đau xót. Cô ấy lao lên dùng tay để đỡ kiếm của Phượng Lưu. Thật trùng hợp những giọt máu của Phượng Vũ rơi xuống đúng cái chày giã thuốc đột nhiên cái chày phát sáng và hất tung kiếm của phượng lưu thì ra cái chày giã thuốc đó chính là phượng minh kiếm bị phong ấn bao lâu nay vì sức mạnh quá lớn của phượng minh kiếm khiến cô ấy không chịu nổi nên đã ngất đi lúc này đám người của quân lâm uyên và thanh loan cũng đến may mà có bọn họ đứng ra ngăn cản không thì toang ở một diễn biến khác tại cung điện của tộc quân vũ thánh quân chuẩn bị bế quan tu hành tuy nhiên trong quãng thời gian đó cần có người đứng ra cai quản nguyên đô ngay lập tức thánh hậu được lựa chọn đúng lúc đó một vị lão quân xuất hiện ông ấy là tôn lão linh tông một vị trưởng bối trong tộc quân vũ vài ngày trước ông ấy nhận được mật chỉ của quân lâm uyên nên đã cố tình về đây để giúp thánh quân cai quản tộc quân vũ thánh hậu đang hí hửng vì được nắm quyền thì bị phá đám ngoài mặt bà ta tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại vô cùng cay cú quay lại phía bên này phượng vũ vừa tỉnh lại đã vội chạy đi tìm mẹ của mình dù sao thì bây giờ phượng minh kiếm đã xuất hiện nó chọn con thì âu cũng là một cơ duyên nếu đã như thế con hãy cố gắng bảo vệ tốt cho nó cùng lúc đó Hai anh em máu liều nhiều hơn máu não này đến xin Quân Lâm Nguyên tha tội. Phong Tầm đưa ra ý kiến hãy thả bọn chúng vào rừng băng để trị tội. Tuy nhiên Thanh Loan lại đứng ra bênh vực, dù sao thì Phượng gia cũng có tiếng tại Nguyên Đô, tốt nhất nên giấu nhẹ chuyện này đi thì tốt hơn. Nói thế mà cũng nghe được, vì là phạm tội lần đầu nên có thể tha, tuy nhiên vẫn phải chịu phạt. Quân Lâm Nguyên dùng tu vi của mình để giảm đi linh lực của bọn họ. Tuy nhiên Phượng Lưu mồm miệng cay độc nên có thêm combo đi kèm. Mỗi khi cô ta buông ra lời cay độc thì sẽ bị trời đánh phượng vũ lúc này cũng đã đến nhưng đứng bên ngoài nghe lỏm chứng kiến một màn này khiến cô ấy không nhịn được mà cười ra thành tiếng ngay lập tức phong tầm đi ra gọi hai người vào trong đứng trước kẻ năm xưa đã hãm hại và cướp đi chân huyết phượng hoàng của mình nhưng phượng vũ lại chẳng nhớ chuyện gì cả cô ấy vui vẻ chào hỏi sau đó thanh loan rời đi phượng vũ quay trở lại bếp muốn dùng phượng minh kiếm để đốt lừa nhưng thử mãi vẫn không được một lát sau nha hoàn bưng lên mấy bát trà cho ba anh em mọi người vừa uống xong liền tỏ vẻ vô cùng thích thú Ngoài món phượng trà này ra Phượng Vũ còn nấu được cả trà sữa chân châu. Ngon tuyệt cú mèo luôn, xem ra Phượng Vũ này còn rất nhiều bí mật đang che giấu. Phượng Vũ mang trà đến cho Thanh Loan. Năm xưa nếu không phải Phượng Vũ bị Thanh Loan đánh lén thì bây giờ cô ta tuổi gì? Tuy nhiên với thái độ cung kính và tôn trọng của Phượng Vũ dành cho mình. Nhất thời Thanh Loan có cảm giác chưa quen. Phía bên này, hai anh em quay trở về phòng trong bộ dạng vô cùng tức tối. Phượng Lưu Tâm địa độc ác liên tục chửi rủa Phượng Vũ. Một lát sau Thanh Loan quay lại, cô ta đến đưa thuốc giải cho hai anh em mục đích là muốn thu phục hai kẻ này làm tay sai cho mình. Thanh Loan vừa rời đi thì đầu đường ca liền nảy số. Bây giờ chỉ có cách duy nhất là gả Phượng Vũ đi. Nếu Phượng Vũ bị gả đi thì sẽ không thể mang theo Phượng Minh Kiếm được. Phượng Vũ quay về phòng nghiên cứu Phượng Minh Kiếm, nói là bà bối gia truyền mà lại dỉ xét như này. Cô nhà hoàn có ý mang đi mài giúp nhưng lại không thể nhấc lên được. Tuy nhiên Phượng Vũ bây giờ đã mất hết tu vi nên Phượng Minh Kiếm trong tay cô ấy cũng chỉ như cục sắt dỉ mà thôi. Một lát sau Thanh Loan xuất hiện, thấy Phượng Vũ đang lay hoay sử dụng kiếm, nên cô ta có nhà ý dạy cho Phượng Vũ vài chiêu. Phượng Vũ ra bờ suối luyện võ, nhưng chờ mãi chẳng thấy Thanh Loan đâu. Phượng Vũ đang nằm ngửa mặt lên trời ngắm chim thì một con chim lớn xuất hiện. Tưởng đến làm gì hóa ra để ra oai với gái. Quân Lâm Nguyên vẻ mặt lạnh lùng boy, anh ấy nói thì ít mà múa thì nhiều, chỉ cần bấy nhiêu đó đã khiến cho Phượng Vũ mê tít rồi. Nhưng kỳ lạ thay mỗi lần gần gũi với Phượng Vũ thì độc tình cổ trong người anh ấy lại phát tác. Đúng lúc đó nhà hoàn hớt hải chạy đến báo tin, tiểu thư về mau lên nhà có biến rồi bên phía phượng phủ đường ca mang rất nhiều quà đến gặp phượng phu nhân để xin lỗi sau đó hắn ta bắt đầu dở trò lần này con đến đây còn có một chuyện muốn báo cho người biết con đã sắp xếp cho phượng vũ một mối hôn sự vô cùng tốt cùng lúc đó thanh loan đến gặp phượng lưu để thông báo ta phải về nguyên đô có việc gấp việc ở đây giao cho ngươi tự lo liệu đừng quên chuyện lúc trước ta đã nói với ngươi phượng vũ hung hăng quay về gặp đường ca để hỏi tội đang định thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì phượng lưu xuất hiện cô ta vẫn cay cú chuyện lần trước nên muốn đến đây để kiếm chuyện cô ta liên tục dùng roi quất về phía phượng vũ dường như là đang muốn lấy mạng của cô ấy phong tầm và hiền dịch thấy thế chạy ra ngăn cản thì bị đường ca chặn lại đây là chuyện riêng nhà ta các ngươi đừng có xía vào hết cách cả hai cũng chỉ đành nhìn phượng vũ bị cô ta hành hạ sau một hồi bị cô ta giày vò phượng vũ như muốn ngất đi vì kiệt sức nhân cơ hội đó phượng lưu bay lên để ra đòn quyết định đúng lúc đó chân huyết phượng hoàng thức tỉnh thanh phượng minh kiếm không mài bỗng trở nên sắc bén lạ thường chỉ với một chiêu chém gió đã khiến cho phượng lưu thổ huyết hổ không gầm ngươi lại tưởng là hello kitty hả nói xong phượng vũ liền gục xuống vì kiệt sức quân lâm nguyên nghe tin phượng vũ bị thương vội vã chạy về xem tình hình tuy nhiên lần này ra bên ngoài điều tra anh ấy đã biết được một chuyện phượng vũ và phượng thị vũ thực ra chỉ là một người đúng lúc phượng vũ tỉnh dậy thì nghe được chuyện này nghe xong cô ấy giọt lẹ chạy đến chỗ của ba lão đầu thời gian đã đến ba lão đầu lấy ra viên cửu chỉ hồ linh đan vừa mới luyện thành còn đang nóng hổi ngay lập tức phượng vũ ném tọt vào mồm đúng lúc đó ngựa minh dạ xuất hiện bằng một cách nào đấy hắn ta cũng đã biết cô chính là phượng thị vũ đang chuẩn bị có cảnh nóng thì quân lâm uyên xuất hiện phượng vũ thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình tiên linh quả ta cũng đã ăn rồi ngươi thích làm gì thì làm ngựa minh dạ bản tính hiếu thắng nên cũng nhào ra để khiêu khích quân lâm uyên rút kiếm ra chỉ tay lên trời hận đời vô đối ngựa minh dạ thấy thế sợ quá vội bế phượng vũ chạy đi để lại quân lâm uyên ở đó ôm cái lồng ngực mà tức tối ngựa minh dạ đưa cô ấy đến một bìa rừng vô tình chứng kiến cảnh một đám trẻ trâu đang chơi trò ba đánh một không chột thì que phượng vũ thấy thế vội đứng ra ngăn cản phượng vũ dùng những lời nói âu yếm cử chỉ nhẹ nhàng để động viên cậu nhóc ngựa minh dạ đứng bên cũng chỉ biết ước ước gì mình là thằng nhóc đó đúng lúc đó nhẫn long phượng phát sáng phượng vũ vội chạy đi tìm nơi để ngất sau khi vào bên trong con chim nhỏ nói với cô ấy ngươi đã ăn được cửu chỉ hồ linh đan rồi bây giờ ngươi đã là linh tu sơ cấp chăm chỉ rèn luyện thêm nữa biết đâu cô thương sẽ lấy lại được tu vi như ban đầu quả nhiên đã dùng được rồi nè vậy là sau này sẽ không phải tốn tiền mua bật lửa nữa rồi quay lại phía bên này, Ngựa Minh Dạ đang buồn bực lang thang thì phát hiện Quân Lâm Uyên đi theo mình. Quân Lâm Uyên vì ghen quá hóa giận, chưa chào hỏi gì đã lao vào đấm đá túi bụi, cả hai ăn miếng trả miếng, đến cuối cùng lại thành một cuộc vật lộn chẳng khác nào hai đứa trẻ con. Đến bây giờ cả hai mới nhận ra, chúng ta đều đã thích cô ấy rồi, vậy thì cạnh tranh công bằng đi. Ngày hôm sau, trước cửa Phượng phủ xảy ra một cảnh vô cùng náo nhiệt. Sắp đến ngày mừng Thọ Thánh Quân, mà tiên linh quả lại bị Phượng Vũ ăn mất, để bù đắp lỗi, lỗi lầm này nên Phượng Vũ đã nghĩ ra một cách cô ấy cho phát rất nhiều những phiếu nhỏ để mọi người cùng nhau viết lời chúc thọ cho thánh quân quả nhiên đây là một kế sách hay người dân thành biên cảnh tỏ ra rất hào hứng với chuyện này ba lão đầu cũng học theo đua idol cho bằng được sau đó là hàng ngàn con chim bồ câu đem theo những lời chúc của người dân bay về nguyên đô gửi cho thánh quân rất nhanh thánh quân đã nhận được những lời chúc đó ông ấy rất vui khi nhận được món quà không có giá trị này quân lâm nguyên mang quà đến tặng cho phượng vũ miệng thì nói chỉ tiện tay nhặt được ngoài đường nhưng khi phượng vũ hỏi nhặt ở đâu bảo ta nhặt với thì anh ấy lại ngượng ngùng bỏ đi. Ba anh em vừa ra ngoài sân thì được nha hoàn cho hay. Đường ca lấy Phượng phu nhân ra uy hiếp bắt Phượng Vũ phải đi xem mắt. Nghe xong Quân Lâm Nguyên vội vã chạy đi tìm, thật trùng hợp tên béo này lại là con của thành chủ. Rất nhanh Quân Lâm Nguyên đã đến, ngay cả vị hôn thê của ta mà các ngươi cũng dám cướp sao? Có phải tất cả đều muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi không? Nói xong Quân Lâm Nguyên kéo Phượng Vũ rời đi, cùng lúc đó, Ngựa Minh Dạ đang năn nỉ lão thần sứ chỉ cho vài chiêu để đi tán gái lần này nhất định ta sẽ không chịu thua quân lâm nguyên đâu ở một diễn biến khác thanh loan đang dùng tu vi của mình để đi biểu diễn đường phố đúng lúc đó thánh hậu xuất hiện thực ra bà ta cố ý đến đây để gặp thanh loan năm xưa ta cũng là người của bích lạc cung thấy ngươi như này ta cũng cảm thấy vui mừng khi nào về nguyên đô nhớ đến tìm ta ta có chuyện muốn nói với ngươi phía bên này quân lâm nguyên nhờ phong tầm đến gặp nha hoàn để nhờ một chuyện hay là cô về khuyên bảo tiểu thư nhà cô đồng ý làm linh phi của quân điện hạ đi u là trời thẳng thắn lộ liễu thế mà cũng nói ra được luôn hả? đúng lúc đó ngựa minh dạ tay cầm hoa xuất hiện, ngựa minh dạ đưa nắm hoa nhờ nha hoàn gửi đến cho phượng vũ. tuy nhiên nó lại bị quân lâm nguyên thẳng tay hất xuống đất. chẳng phải đã nói là cạnh tranh công bằng sao? ngựa minh dạ cay cú nhưng nhất thời lại chẳng thể làm gì. quân lâm nguyên quay về phòng thì nhận được thư của nguyên đô gửi tới. vừa xem xong quân lâm nguyên quay sang nói với hiền dịch. mau chóng chuẩn bị hành lý lên đường trở về nguyên đô. cùng lúc đó phong tầm đang cùng nha hoàn vào bếp chuẩn bị cho bữa tối trong lúc nói chuyện cô nha hoàn bon mồm nói ra hết mọi chuyện mỗi lần tiểu thư gặp quân điện hạ mắt của tiểu thư liền sáng như đèn pha ô tô chỉ cần ở bên quân điện hạ miệng của tiểu thư lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc đây chẳng phải là yêu thì là gì chứ phong tầm nghe xong tỏ ra vô cùng buồn bã tối đến phượng lưu miệng mỉm cười bưng bát trà đến cho phượng vũ chuyện lần trước là ta có lỗi nay ta tự tay xuống bếp nấu trà để xin lỗi cô cô niệm tình uống một miếng cho ta vui nhé phượng vũ nghe xong thấy ái ngại trong lòng liền bưng bát trà lên và uống trong bộ dạng này của cô ta không phải là đang dở trò gì đấy chứ. Phượng Vũ vừa vào bên trong đã cảm thấy buồn ngủ, mặc dù lúc đó mới chỉ 8 giờ tối. Phía bên này, quân Lâm Nguyên vừa về phòng đã thấy Phong Tầm đang mượn rượu giải sầu. Sau khi nghe Phong Tầm nói, Phượng Vũ là thích huynh chứ không phải ta, tự nhiên quân Lâm Nguyên lại thấy vui vẻ phấn chấn hẳn lên. Tâm trạng vui ta uống với đệ, hiền dịch ngồi cả ngày chỉ thích đọc sách nên cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện này. Quay lại phía bên này, Phượng Vũ đang ngủ thì bị tên béo xông vào phòng. Hắn ta nhân lúc cô ấy đang ngủ định thừa cơ để hấp xiêm cũng may phượng vũ kịp thời tỉnh lại cùng lúc đó hiền dịch tưởng mạnh miệng thế nào ai ngờ vừa quay đi quay lại đã say ngoắc cần câu đúng là rượu vào thì thuốc lào ra hai ông em tập trung khích bác ông anh huynh sắp quay về nguyên đô rồi nếu hôm nay không đi tỏ tình với phượng vũ sau này cả thành biên cảnh sẽ đồn huynh là thận yếu đó quân lâm nguyên bị khích tướng thế mà đứng dậy đi thật quân lâm nguyên vừa đến đã cho tên béo kia một trận sau đó anh ấy nhẹ nhàng tiến lại gần để an ủi phượng vũ lúc này độc tình cổ phát tác khiến cho anh ấy ngất đi vì sướng Phượng Vũ trong lúc tuổi thân cũng theo đó mà nằm xuống. Sáng hôm sau hai người tỉnh lại trong bộ dạng chung chăn chung gối. Không biết tối qua có làm hiệp nào không mà ngủ say thế. Quân Lâm Uyên dậy trước chỉnh đốn y phục sau đó mới gọi Phượng Vũ dậy. "Chuyện này là ta có lỗi với muội, ta sẽ mau chóng quay về Nguyên Đô để chuẩn bị hỏi cưới muội." Nói xong anh ấy đứng dậy rời đi, Phượng Vũ vì xấu hổ quá nên cứ nằm đó mãi không chịu ra ngoài. Một lát sau nha hoàn hất hải chạy vào báo tin, "Phu nhân biến mất rồi." Phượng Vũ nghe xong vội chạy ra ngoài để tìm kiếm đúng lúc đó hai anh em kia lại xuất hiện đường ca vì sợ lại xảy ra cảnh đổ máu nên vội vã giải thích quân điện hạ đã đưa mẹ muội quay về nguyên đô rồi chúng ta cũng đang chuẩn bị đồ một canh giờ sau sẽ xuất phát sau đó nhà hoàn lấy ra một bức thư đưa cho phượng vũ tên này tưởng nói đùa thế mà lại định làm thật phượng vũ quay sang bảo nhà hoàn đi chuẩn bị đồ còn cô ấy thì đến gặp ba lão đầu để chào tạm biệt ba lão đầu đi vào bên trong lấy ra một bình linh dược đưa cho cô ấy đây là linh đan chữa lành ta mới luyện được sau này nếu người bị thương có thể lấy nó ra để dùng cứ yên tâm ở đó mà tu hành, nhất định sẽ có một ngày ta sẽ đến Nguyên Đô để thăm ngươi." Sau đó Phượng Vũ đi cùng đoàn xe của Đường Ca để cùng quay về Nguyên Đô. Bọn họ dừng chân tại một dịch quán bên đường để nghỉ ngơi. Sau khi vào bên trong vô tình bắt gặp hai vị phu nhân cũng ở đây. Bọn họ đều là phu nhân của những vị quân thần trong tộc quân Vũ. Tuy nhiên thái độ của bọn họ có vẻ rất coi thường người khác. Sau khi dạo một vòng mọi người đều phát hiện ra điều kỳ lạ. Dịch quán này vốn dĩ không có người ở, tuy nhiên đồ đạc lại vô cùng đầy đủ đúng lúc đó bọn họ phát hiện trong một căn phòng có rất nhiều đầu khô nghe nói ở đây tà khí rất cao nên những người xung quanh không ai dám đến đây ở cả hai cô nha hoàn vì sợ hãi quá nên vội vã rời khỏi đây tuy nhiên trời cũng sắp tối rồi mà quanh khu này cũng chẳng còn chỗ nào khác tối đến tất cả nữ giới tập trung lại một phòng ngủ để đỡ sợ ma đột nhiên vị phu nhân ấy lên cơn đau đẻ cũng may phượng vũ có chút y thuật nên cũng có thể miễn cưỡng đỡ đẻ phượng lưu đã không giúp được gì lại còn đứng bên lèm bèm ngay lập tức cô ta bị phượng vũ đuổi ra ngoài lúc này bên ngoài mây đen kéo đến sấm chớp ầm ầm hai anh em đang đứng đợi bên ngoài thì có một kẻ lạ mặt xuất hiện nó là một con yêu thú cấp cao đã tu luyện ngàn năm chính vì thế sức mạnh của nó sẽ là vô cùng lớn rất nhanh đám lính đã bị nó cho ăn hành ngập mặt đúng là phim trung quốc nào cũng thế cứ chờ lính chết hết tướng mới ra tay tuy nhiên số phận của hai anh em nhà này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy bên trong phượng vũ đang chờ nhưng mãi đứa trẻ vẫn chưa chịu chui ra nếu cứ như này thì chết cả đám phượng vũ châm cho bà ấy mũi kim kích đẻ sau đó đứng dậy ra ngoài để đối phó với yêu thú. Một cây làm chẳng lên non, ba cây trụm lại nhưng rồi cũng toang, phía bên này ba anh em cũng đang trên đường về thì bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng. Mây đen kéo đến phủ kín bầu trời, quân Lâm Nguyên cảm nhận có điều chẳng lành nên bảo hai ông em đưa phu nhân về trước. Còn mình sẽ bay đi để xem có chuyện gì, trở lại bên này trong lúc nguy hiểm chân huyết Phượng Hoàng lại một lần nữa thức tỉnh. Phượng Vũ dùng chút sức lực cuối cùng để chém về phía con yêu thú. Hai anh em nhà này đã không giúp đỡ lại còn tính rủ nhau bỏ trốn. Đúng là ối rồi ôi luôn một lát sau quân lâm uyên xuất hiện thấy thế phượng vũ chạy vào bên trong để tiếp tục đỡ đẻ tiếp theo đó là một trận chiến vô cùng gay cấn quân lâm uyên vì độc tình cổ phát tác nên có đôi chút yếu thế hơn yêu thú tưởng chừng anh ấy sẽ phải kết thúc vai diễn ở đây thì đúng lúc đó phượng vũ mở cửa lao ra một kiếm đâm qua người con yêu thú con yêu thú dồn hết sức mạnh vào chiêu cuối nhưng đã bị quân lâm uyên lao tới nuốt trọn sau đó con yêu thú nổ tan thành mây khói ngọn lửa xanh trong cơ thể nó cũng theo đó nhập thể vào người của quân lâm uyên lúc này quân lâm uyên đã bất tỉnh nhân sự Phượng Vũ tỉnh lại chạy đến ôm anh ấy vào lòng và khóc lớn. Như một sự cố ý sắp đặt, nước mắt của cô rơi xuống đúng vào ấn ký của độc tình cổ. Ngay sau đó Quân Lâm Uyên tỉnh lại, phía bên trong, em bé lúc này cũng đã bình an chào đời, bà phu nhân cũng vì chuyện này mà đã bớt kiêu căng. Ở một diễn biến khác, Tả Thanh Loan vừa về Nguyên Đô đã vào cung để gặp Thánh hậu. Vì là buổi gặp đầu tiên nên hai người cũng chỉ là chào hỏi qua loa. Thanh Loan vừa rời đi thì Ma Tô xuất hiện, thì ra bà ta và Ma Tô đã lén lút vụng trộm với nhau từ lâu. Quay lại phía bên này, Phượng Vũ tỉnh dậy thấy Quân Lâm Uyên vẫn còn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng đi đến và hôn anh ấy một cái. Đúng lúc đó Thái Phượng Điểu lên tiếng, ngọn lửa xanh của con yêu thú tối hôm qua đã bị Quân Lâm Uyên hút vào người. Nếu có thể lấy được nó thì linh lực sẽ tăng lên đáng kể. Phượng Vũ nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện, cô ấy nhẹ nhàng đi đến đang định hút thì Nha Hoàn xuất hiện. Quân Lâm Uyên giật mình tỉnh dậy liền bị đánh ngất đi. Một lát sau cả hai người cùng nhau ra ngoài để tiễn hai vị phu nhân kia về phủ. Sau đó hai người đi vào bên trong, lúc này Quân Lâm Uyên mạnh miệng trêu chọc nếu muốn hôn ta thì nói một tiếng cần gì phải lén lút như vậy vừa nghe xong phượng vũ như mở cờ trong bụng nhưng cái bộ dạng này ai mà dám hôn chứ ngoài sân thì có chút e ngại vậy trong nhà thì sao nhỉ tuy nhiên nhìn cứ như hai con đỉa thế này ai mà dám hôn chứ bỗng nhiên quân lâm uyên phát hiện lần này gần gũi cô ấy nhưng lại không bị đau tim thì ra nhờ những giọt nước mắt của phượng vũ mà độc tình cổ đã được hóa giải tuy nhiên phượng vũ vẫn quyết tâm hút bằng được lửa vạn u trong người của quân lâm uyên vờn qua vờn lại một hồi cũng chán nên phượng vũ quay mặt bỏ đi Đúng lúc đó quân Lâm Nguyên kéo Phượng Vũ quay lại và cắn chặt vào môi cô ấy. Cùng lúc đó Phong Tầm và Hiền Dịch cũng đã đưa Phượng Phu Nhân về tới Phượng Phủ Nguyên Đô. Sau đó hai người quay ngựa rời đi, Hiền Dịch sau đó không về nhà mà lại đi lang thang vào trong rừng đọc sách. Ở đây Hiền Dịch vô tình gặp được cô nương béo ú tên Triều Ca. Cô ấy đang bị đám người kia chửi mắng vì bán thảo dược hàng pha ke. Hiền Dịch đi đến nhẹ nhàng chào hỏi động viên Triều Ca, sau đó đứng dậy rời đi. Ngày hôm sau, quân Lâm Nguyên đưa Phượng Vũ quay trở về Phượng Phủ bà lão ngồi trên chóp này chính là đại phu nhân của Phượng Phủ. Đồng thời cũng là mama của hai anh em não ngắn kia. Thực ra bà ta cho gọi Phượng Vũ đến cũng chẳng có ý tốt đẹp gì. Nói đi nói lại vẫn là muốn lấy lại thanh Phượng Minh kiếm cho con trai của mình. Phượng Vũ vừa nghe xong liền gật đầu đồng ý. Tuy nhiên ngoài Phượng Vũ ra thì không ai có khả năng nhấc nó lên. Biết Phượng Vũ cố tình chơi để mình nên bà ta tỏ ra vô cùng tức giận. Quân Lâm Nguyên vừa quay về đã vội đi gặp Thánh Thượng. Lúc này Thánh Hậu cũng đang ở đây bà ta cố tình nhắc đến tài năng của Thanh Loan để cố ý gán ghép mối hôn sự này cho anh ấy. Tuy nhiên Quân Lâm Nguyên vừa nghe xong liền từ chối, chuyện của ta không phiền mụ phải lo lắng, nói xong anh ấy quay người bỏ đi. Ngày hôm sau, Phượng Vũ cùng Nha Hoàn ra ngoài dạo phố Nguyên Đô, trên đường đi vô tình phát hiện một đám đàn ông đang trêu ghẹo một cô gái. Ngay lập tức Phượng Vũ ra tay dọa cho bọn chúng sợ chạy tí xón ra quần. Vừa nhìn thấy Phượng Vũ Triều Ca đã lao đến vừa ôm vừa khóc thút thít. Sau khi ngồi nói chuyện Phượng Vũ mới biết, năm xưa hai người là bạn thân với nhau sau khi lớn lên Phượng Vũ có khí chất hơn người nên đã bị kẻ xấu ra tay hãm hại. Vẫn như mọi khi, Triều Ca đến rủ Phượng Vũ đi chơi, thấy chiếc bánh trên bàn ngon quá nên cô ấy đã cầm lên và cắn một miếng. Ai ngờ sau khi ăn xong cô ấy liền lăn đùng ra đất. Nói cách khác chính Triều Ca năm đó đã thử độc thay cho Phượng Vũ. Nghe nói loại độc đó có tên là ngải heo, có nguồn gốc từ bên Thái, nhưng sau bao nhiêu năm tìm kiếm vẫn không có thuốc giải. Phượng Vũ ngồi nhìn Triều Ca ăn mà trong lòng cảm thấy áy náy. Sau đó Phượng Vũ dẫn Triều Ca quay về nhà mình để nghỉ ngơi một lát sau đồ ăn được dọn lên vừa mới ăn ngoài phố xong mà bây giờ vẫn ăn được tiếp đúng chỉ có ngải heo mới tài trợ được chương trình này tối đến phượng vũ bắt đầu ngồi nghiên cứu về thứ gì đó thì ra cô ấy nghe đồn ở nguyên đô có một nơi tên là thiên hạ lâu nếu ai có thể vượt qua bốn ải bên trong đó thì có thể nhận được một phần thưởng vô cùng giá trị đó chính là rất nhiều vàng bạc châu báu và một cây thảo dược chữa được bách bệnh tuy nhiên trước giờ chưa có ai vượt qua được bốn ải đó cả tất cả những người thất bại sau khi trở ra nhẹ thì bị mất hết tu vi nặng thì bị đa chấn thương chỉnh hình còn hơn nữa thì cũng đành lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Ngày hôm sau, Phượng Vũ đang lang thang trên phố để nghĩ cách vào Thiên Hạ lâu. Đúng lúc đó Ngựa Minh Dạ xuất hiện, sau khi biết được Phượng Vũ đang có ý định vào Thiên Hạ lâu, hắn ta liền tỏ ý muốn giúp đỡ. Ba ngày sau, Phượng Vũ thế mà lại thay bộ outfit bản quyền đến trước cửa Thiên Hạ lâu. Sau đó cô ấy chậm rãi bước vào bên trong. Ải đầu tiên có tên là nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Người này có tên là tuyệt Cú, thử thách lần này ông ta đưa ra sẽ là câu đối nào vô nghĩa nhất sẽ thắng sông nguyên sông lặng sông thanh thủy sông nào cũng đổ về biển sâu phượng vũ suy nghĩ một hồi sau đó đối lại phép cộng phép trừ phép nhân chia phép nào cũng để tính tiền thôi quả nhiên cô ấy đã vượt qua ải tuy nhiên tuyệt cú vẫn không hiểu phép cộng phép trừ là cái gì nhưng dù sao cũng đã vượt qua được ải này ngay lập tức ải thứ hai bắt đầu không khí bỗng trở nên u ám một kẻ bí ẩn đang lẩn trốn phía sau nhưng ở đây linh khí lại không thể sử dụng cùng lúc đó quân lâm nguyên đang cùng hiền dịch luyện võ thì phong tầm hớt hải chạy về báo tin phượng vũ một mình xông vào thiên hạ lâu rồi Quay lại bên này, Phượng Vũ đang nhắm mắt để cảm nhận hơi thở của hắn. Chọn đúng khoảnh khắc đó Phượng Vũ lấy bà bối của mình ra. Thì ra đó chính là bà bối mà ngựa minh dạ đã dạy cô ấy làm để vượt qua ải thứ hai này. Quả nhiên hắn ta không chịu được tiếng của con chim giấy đó liền cho cô ấy qua ải. Phượng Vũ tiến đến ải thứ ba, ngựa minh dạ đưa cho cô ấy một món ám khí của ám giả ô đình. Tuy nhiên Phượng Vũ không dùng mà lại bỏ đi, người này tên ảnh đao khách, hắn ta là một cao thủ dùng đao có tiếng tại nguyên đô. Ở ải này không có quy tắc cứ đánh thôi, thắng làm vua thua làm giặc nhưng chỉ cần một chút do dự rất có thể sẽ mất đi mạng sống. Sau một hồi giao đấu thì Phượng Vũ dường như không phải đối thủ của hắn ta. Võ công không được thì xoay sang võ mồm, Phượng Vũ dùng lời nói để đả kích tâm lý của hắn. Thật không ngờ những câu nói ấy đã chạm tới ký ức của hắn. Lợi dụng cơ hội ấy Phượng Vũ lao lên để tấn công. Nhưng đến cuối cùng cô ấy lại thu kiếm lại, chính điều này đã khiến ảnh đao khách thực sự khâm phục cô ấy. Đúng lúc đó một kẻ áo đen xuất hiện, ông ta tự nhận mình là trùng cuối ở đây, vượt qua ông ta đồng thời cũng sẽ chiến thắng trò chơi này. Tuy nhiên ông ta có một lời đề nghị, nếu cô đồng ý dừng cuộc chơi và ký vào tấm xét này, ngay lập tức cô sẽ nhận được rất nhiều vàng bạc châu báu. Ăn ba đời sau cũng không hết, thực ra mục đích của ông ta là muốn mua chuộc Phượng Vũ. Ông ta không muốn trò chơi của mình bị phá đảo, vì nếu có người vượt ải thì danh tiếng của thiên hạ lâu cũng sẽ chấm dứt tại đây. Tuy nhiên Phượng Vũ tỏ ý không đồng ý với điều kiện này, ngay lập tức ông ta lấy ra một trận pháp và nhốt cô ấy lại. Phượng Vũ cố chấp không chịu ký vào hợp đồng thỏa thuận này. Tên áo đen đang định ra tay thì bị ảnh đao khách cản lại đúng lúc đó quân lâm uyên cũng xuất hiện phía bên ngoài hiền dịch cùng phong tầm lúc này cũng đã đến đây tả thanh loan hóng hớt cũng đến xem tình hình thế nào một lát sau ảnh đao khách đem chiến lợi phẩm đến giao cho hai người đây là bí kíp võ công nổi tiếng giang hồ còn đây là thần dược chữa bách bệnh trong truyền thuyết một lát sau hai người cùng nhau ra ngoài sau đó phượng vũ đem thần dược tặng lại cho triều ca cùng lúc đó ngựa minh dạ đến gặp ma tô để nhận nhiệm vụ mới sau đó hắn ta đột nhập vào nghiêm phủ để tìm thứ gì đó nhưng quá đen hắn ta đã bị phương lão linh tông phát hiện cũng may ngựa minh dạ nhanh chân bỏ trốn không thì ăn đủ quân lâm nguyên đưa mọi người quay về phượng phủ sau đó anh ấy cùng phượng vũ ra ngoài dở trò yêu đương ngày hôm sau triều ca tỉnh lại trong một giao diện vô cùng mới triều ca tung tăng vui vẻ ra ngoài để chào hỏi mọi người phía trong phòng ngựa minh dạ bất ngờ xuất hiện khiến phượng vũ giật nửa mình lúc này phượng lưu đang dẫn người đi truy bắt thích khách mặc cho nhà hoàn ngăn cản nhưng cô ta vẫn lao thẳng vào bên trong như nhà của mình đúng là thân lừa ưa nặng phượng vũ vừa vận khí một cái cô ta đã sợ hãi bỏ đi cô ta vừa rời đi thì ngựa minh dạ xuất hiện hắn ta rảnh rỗi nên đến đây để tán tỉnh phượng vũ nhưng phượng vũ từ đầu đến cuối chỉ coi hắn ta là bạn mà thôi cũng nhờ có ngựa minh dạ chỉ điểm nên cô ấy mới may mắn vượt qua được thiên hạ lâu phượng vũ lấy ra cuốn bí kíp và đưa cho ngựa minh dạ tặng ngươi cái này xem như quà đa tạ nhé ngựa minh dạ tỏ ra vô cùng vui vẻ khi nhận món quà này thật trùng hợp hôm nay là sinh nhật hắn ta nữa chứ nên niềm vui cứ phải gọi là nhân đôi Ngựa Minh Dạ vừa rời đi thì Phượng Vũ liền bị Thái Phượng Điều kéo vào trong linh giới. Thái Phượng Điều cảm nhận thấy trên người của Ngựa Minh Dạ có chút tinh khí của tinh thần toái phiến. Đó chính là tinh linh của đất trời, năm xưa thời thế loạn lạc, nó được chia làm ba mảnh và lưu lạc khắp nhân gian. Bây giờ nếu có thể tìm được ba mảnh đó sẽ có thể đánh thức được Mộc Cửu Châu. Chính vì thế để tìm được mảnh thứ nhất chỉ cần đi theo Ngựa Minh Dạ sẽ có manh mối. Ngựa Minh Dạ quay về gặp Ma Tô để thông báo tình hình. Thì ra trong nghiêm phủ có cất giữ một chiếc bình cổ, nên ma tô muốn đánh cắp nó để tặng cho một người có tên là vương hữu đạo nghe nói ông ta là bậc kỳ tài trong thiên hạ chuẩn bị về nguyên đô nhậm chức nếu có được sự giúp đỡ của ông ta sẽ rất thuận lợi trong việc lật đổ tộc quân vũ cùng lúc đó ba anh em sau khi điều tra cũng biết được người lần trước đột nhập vào nghiêm phủ chính là ngựa minh dạ thứ bọn chúng đang nhắm vào chính là chiếc bình cổ đó cần phải theo dõi để xem hắn đang có âm mưu gì ngựa minh dạ đang đi dạo phố thì phát hiện có kẻ theo dõi hắn ta nhanh trí đi vào một quán trọ phong tầm đợi lâu quá vào trong xem thử thì đã bị mất dấu phượng vũ cũng đang loay hay đi tìm ngựa minh dạ thì gặp được phong tầm thì ra mục đích của ngựa minh dạ chính là lẻn vào nghiêm phủ bên phía nghiêm phủ mọi người đang cùng nhau đến để chúc mừng buổi lễ thôi nôi cho nghiêm lão gia thanh loan nhìn thấy giao diện mới của triều ca cũng tỏ ra vui vẻ chúc mừng cho cô ấy phía bên ngoài ngựa minh dạ đang lấp ló thì phượng vũ xuất hiện tuy không biết mục đích phượng vũ đến đây làm gì nhưng ngựa minh dạ vẫn vui vẻ hợp tác với cô ấy một lát sau trong phủ có cháy quả nhiên là chiêu trò của phượng vũ sau đó hai người cùng nhau đột nhập vào thư phòng của nghiêm lão gia cùng lúc đó quân lâm uyên đến gặp nghiêm lão gia để hỏi thăm về vụ trộm hôm trước đúng lúc đó tên gia đinh chạy vào báo tin trong phủ có cháy quân lâm uyên vừa nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện hai người đang bàn tính chia lợi nhuận thì nghe thấy tiếng của quân lâm uyên ngay sau đó quân lâm uyên cùng nghiêm lão gia mở cửa đi vào quân lâm uyên vừa nhìn đã biết đây chỉ là một chiếc bình giả thực ra chiếc bình này chỉ là hàng để trưng bày còn chiếc bình thật đang được giấu dưới mật thất nghiêm lão gia quay lại mở cửa mật thất thì phát hiện mật khẩu không đúng chắc chắn vừa có người tác động vật lý vào đây ngay lập tức ông ta hạ lệnh cho người đóng cửa bắt trộm. Tuy nhiên quân Lâm Nguyên đưa ra một ý kiến, mọi người canh giữ ở đây một mình ta xuống đó là đủ rồi. Sau đó quân Lâm Nguyên một mình xuống dưới để kiểm tra. Lúc này hai người ở bên dưới lại phát hiện ra một chiếc bình giống bên trên. Thái Phượng Điểu vừa nhìn thấy đã cảm nhận được tinh phần toái phiến ở trong đó. Đúng lúc đó quân Lâm Nguyên xuất hiện, không biết từ bao giờ mà ba người này lại có thể nói chuyện với nhau trong hòa bình như vậy. Sau đó hai người cùng nhau đánh trận giả để qua mắt nghiêm lão ra thì ra quân lâm Nguyên đã đoán ra chuyện ngựa minh dạ muốn trộm bình cổ để tặng cho phương hữu đạo quân lâm Nguyên tiện tay chạm vào chiếc bình đỏ không ngờ lại có một cơ quan khác được mở ra hết cách ngựa minh dạ đành phải theo đường đó mà trốn ra ngoài lúc này chỉ còn lại hai người quân lâm Nguyên quay sang hỏi phượng vũ vì sao muội lại đến đây muội là đang cấu kết với ám giả ô đình hay bản thân cũng đang muốn có cái bình này tuy nhiên phượng vũ có điều khó nói nên nhất thời chưa thể nói ra vẫn là cứ ra khỏi đây trước rồi tính sau một lát sau quân lâm uyên phá cửa ra ngoài cho đúng kịch bản Người đã chạy mất nhưng may vẫn giữ được chiếc bình, sau đó Quân Lâm Nguyên quay trở lại đại điện như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi biết được đứa con của Nghiêm lão gia vừa mới sinh ra nhưng không có linh lực, chuyện này đã khiến ông ấy suy nghĩ rất nhiều, ngay lập tức Phượng Vũ nghĩ ra một cách, cô ấy cùng Quân Lâm Nguyên vận khí đả thông kinh mạch cho đứa bé. Quả nhiên cách này có hiệu quả, chuyện này đồng thời đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng của Nghiêm lão gia. Cùng lúc đó, Ngựa Minh Dạ không hoàn thành nhiệm vụ nên đã bị Ma Tô thẳng tay trừng trị. Trong ám giả ô đình này không có chỗ cho tình cảm. Một thứ duy nhất được phép tồn tại đó là sức mạnh. Quân Lâm Uyên đưa Phượng Vũ quay trở về phủ, cũng nhờ chuyện vừa rồi mà Nghiêm lão gia đã đem tặng chiếc bình đó cho anh ấy. Tuy nhiên Quân Lâm Uyên có hai điều kiện, hôm nay là ngày sinh nhật của ta nên ta cũng muốn có quà. Thứ hai đó là nếu muội có thể thi vào học viện quân vũ lúc đó ta sẽ đem nó tặng cho muội. Ngày hôm sau Phượng Vũ đến gặp Quân Lâm Uyên, sau đó cô ấy lấy ra một chiếc bánh và giới thiệu đây là bánh kem. Mỗi lần sinh nhật đều phải ăn nó để được bình an. Quân Lâm Uyên tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng gật gù đồng ý. Thực ra quân Lâm Nguyên chưa bao giờ tổ chức sinh nhật vì nó là ngày đáng quên nhất trong cuộc đời của anh ấy. Năm xưa mẹ anh ấy vì sinh ra anh mà đã phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Ngày anh sinh ra cũng đồng thời là ngày mẹ anh ấy mất đi. Chẳng lẽ bây giờ buổi sáng tổ chức đám rỗ xong buổi chiều tổ chức sinh nhật sao? Vậy hóa ra Thánh Hậu bây giờ chỉ là mẹ kế của anh ấy mà thôi. Phía bên này Thánh Hậu đang cùng Thanh Loan ăn cơm, biết được tâm ý của Thanh Loan thích quân Lâm Nguyên từ lâu. Chính vì thế Thánh Hậu tỏ ý muốn đứng sau để hậu thẫn cho cô ta thực ra bà ta đang muốn lôi kéo thanh loan về làm việc không công cho mình thì đúng hơn quay lại phía bên này quân lâm uyên và phượng vũ cũng chuẩn bị dùng bữa phượng vũ lấy ra một cuốn sách và đưa cho anh ấy đây là quà sinh nhật tặng cho huynh đó quân lâm uyên cầm lấy nhưng thấy chẳng có gì đặc biệt sau khi được phượng vũ chỉ cho anh ấy mới biết quả thật nó rất thú vị tuy nhiên vẫn là phải thi đỗ học viện nữa nhé cô nương cùng lúc đó triều ca cùng nha hoàn đang cùng nhau tính rủ phượng vũ đi ra ngoài cổng thành dạo chơi nghe nói ở đó có rất nhiều điều thú vị đúng lúc đó hiền dịch xuất hiện vừa nhìn thấy trai đẹp mắt Triều Ca đã sáng lên, Hiền Dịch vừa nhìn đã nhận ra đây chính là Triều Ca. Đi qua các cô nương khác toàn mùi son phấn chỉ có cô là khác, trên người cô toàn mùi bún đậu mắm tôm mà thôi. Không lẫn đi đâu được hết. Phía ngoài thành lúc này, Thánh Hậu cùng Thanh Loan đang trên đường ra ngoài cổng thành để chào đón Vương Hữu Đạo. Lúc này ba người cũng đang có mặt ở đây, một lát sau Phượng Vũ cũng đến. Đúng lúc đó trên phố có một con ngựa mất lái, nó điên cuồng lao về phía người đi bộ, bốn người hóng hớt cũng chạy ra xem, lúc này có một ông chú đang leo thang giật mình ngã xuống phượng vũ chân nhanh hơn não chạy ra để cứu đứa bé trong lúc nguy hiểm nhất lại được một vị cao nhân cứu giúp sau đó ông ấy ném ra một viên đá để khống chế con ngựa lúc này thanh loan cũng hóng hớt chạy đến hỏi thăm thì ra người này chính là bất lão linh tông ngô hữu đạo sau đó ngô hữu đạo về đại điện báo cáo thánh quân chuẩn bị đến ngày khai giảng học viện quân vũ nên thánh quân đã giao cho ông ấy chức giám viện trưởng sau khi nhận nhiệm vụ xong ngô hữu đạo rời đi lúc này thanh loan đã chờ sẵn bên ngoài để lân la làm quen cô ta muốn bái ngô hữu đạo làm sư phụ Tuy nhiên sau khi biết cô ta là người của Bích Lạc Cung, ngay lập tức ông ấy từ chối và quay mặt bỏ đi. Chuẩn bị đến kỳ thi vào học viện quân vũ, chính vì thế quân Lâm Nguyên đã chuẩn bị cho Phượng Vũ một món quà vô cùng bất ngờ. Tèn tén ten, chỉ cần muội đọc hết chỗ sách này thì phần thi lý thuyết cứ phải gọi là quá đơn giản. Nói thì dễ chứ học đi mới biết, người ta thì chăn ấm đệm êm, còn mình vẫn phải ngồi đây học bài. Phượng Vũ ra ngoài hóng gió thì phát hiện ngựa minh dạ đang ở đây. Vừa mới bị bố đánh mà vẫn chưa chưa, vừa khỏe cái là đi tìm gái ngay. Trên đường đến đây ta có đi ngang một quán trà và nghe được một chuyện vô cùng thú vị. Phương lão linh tông đang cùng Ngô Hữu đạo cãi nhau ầm ĩ trên phố. Già rồi mà không giữ cái nét, ngoài ra ta còn biết được, năm xưa hai người bọn họ và ba lão đầu còn là bằng hữu của nhau nữa đấy. Thật không ngờ ba lão đầu lại có xuất thân bí ẩn đến thế. Ngày hôm sau, Phượng Vũ đến đấm bóp cho Ngô Hữu đạo để lấy lòng ông ấy. Nghe nói Phượng Vũ là người quen của ba lão đầu nên ông ấy cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ. Sau đó Phượng Vũ lại đến chỗ của Phương lão linh tông để nói xấu Ngô Hữu đạo. Phương lão Linh Tông nghe xong tức giận chạy đi tìm Ngô Hữu Đạo. Đúng là già hóa trẻ con, hai người vừa gặp nhau đã bắt đầu cãi vã, đỉnh điểm của trận xung đột là một cuộc đấu cờ trên không. Phượng Vũ Nhân cơ hội này đứng phía sau học lỏm, cô ấy là đang muốn biết cách hai người họ vận chân khí như thế nào. Ngày hôm sau, Triều Ca mời Hiền Dịch đến vách núi dùng trà. Triều Ca cũng muốn cùng Phượng Vũ Thi vào học viện nên muốn đến nhờ Hiền Dịch chỉ dạy thêm. Thực ra là lý do to hơn mục đích, mục đích chính vẫn là được gặp trai đẹp. Ngay lập tức Hiền Dịch lấy ra cuốn sách và bắt Triều Ca ôn tập. Tối đến, Thánh hậu cùng Thanh Loan chuẩn bị một bữa cơm để mời Ngô Hữu Đạo. Một lát sau tên thị vệ quay về báo tin, Ngô Hữu Đạo bảo ăn tối rồi, sớm thì chẳng mời, thực ra bà ta là đang muốn lôi kéo Ngô Hữu Đạo về phe của mình. Nhưng nếu đã dùng không được thì cũng đành hủy đi vậy. Bà ta sai tên thuộc hạ ra ngoài thuê đám sát thủ đi để đồ sát Ngô Hữu Đạo. Lúc này Ngô Hữu Đạo đang ngồi luyện yoga, bỗng một làn khói đen từ đâu bay vào, theo sau đó là đám sát thủ bịt mặt, thì ra bọn chúng đã dùng mê hồn hương để áp chế linh lực của ông ấy. Ngô Hữu Đạo dùng chút linh lực cuối cùng để chống trả. Sau đó ông ấy nhảy qua cửa sổ để chạy trốn. Cùng lúc đó, Quân Lâm Nguyên đang cùng Hiền Dịch đi dạo phố vô tình phát hiện đám sát thủ đang truy sát Ngô Hữu Đạo. Bọn chúng dùng ám khí của ám giả Ô Đình, Ngô Hữu Đạo đang tưởng mình sẽ toang ở đây nào ngờ. Quân Lâm Nguyên và Hiền Dịch xuất hiện thật đúng lúc, hai người kết hợp phá vòng vây sau đó đưa Ngô Hữu Đạo chạy đi. Sau khi về phong phủ, Ngô Hữu Đạo được Quân Lâm Nguyên vận khí ép chất độc ra ngoài. Cũng may đạo diễn sắp xếp kịp thời nếu không hôm nay ông ấy đã toang thật rồi. Ông ấy dù đã biết kẻ muốn ám hại mình là ai nhưng lại nhất quyết không nói ra. Phượng Vũ cùng Triều Ca đến học viện quân Vũ để báo danh. Mộc Giao cùng Thanh Loan lúc này cũng có mặt ở đây. Mộc Giao bản tính nhỏ nhen vừa gặp đã cà khịa Phượng Vũ. Đã thế thì làm quả kèo cho nó có động lực. Nếu ta thắng cô phải gọi ta một tiếng papa. Còn nếu ta thua cả đời này sẽ không bước chân vào nguyên đô nữa. Thanh Loan nghe xong vui mừng ra mặt. Bởi lẽ từ đó đến giờ Phượng Vũ vẫn luôn là cái gai trong mắt mà Thanh Loan không thể nhổ. Giờ thi đã đến tất cả mọi người tập trung tại phòng thi để nhận đề. Ở phần thi lý thuyết này thời gian sẽ là một nén nhang. Tuy nhiên có một điều đặc biệt, những người đã đạt đến cấp bậc linh tu sẽ được miễn trong phần thi này, và trong kỳ thi lần này có ba người được miễn thì đó là Quân Lâm Uyên, Ngựa Minh Dạ và Thanh Loan, vừa quay đi quay lại đã hết thời gian, chuyển sang phần thi thứ hai, phần thi đối kháng. Ở phần thi này mọi người sẽ bắt cặp và đấu lại trực tiếp với nhau. Mỗi người sẽ được gắn một chiếc chuông vào eo, chuông của ai rơi xuống đất trước sẽ bị xử thua, đúng là cái định mệnh. Phượng Vũ bắt được thẻ tên của Mộc Giao, còn Triều Ca thì đấu với Hoàng Nhi của Bích Lạc Cung hai người nhận chuông và bước lên sàng đấu lúc này triều ca mới lôi ra vũ khí bí mật của mình đó là một cây ná bắn chim do phượng vũ tự tay làm tặng cho cô ấy ná là vũ khí sát thương tầm xa nên kiếm của hoàng nhi rất khó để tiếp cận kết quả triều ca thắng tôi nhanh mấy trận đấu thủ tục này anh em nhé chúng ta cùng đến với trận đấu được mong chờ nhất phượng vũ đấu với mộc dao vì biết thanh phượng minh kiếm trong tay phượng vũ rất lợi hại nên mộc dao đã dở trò khiêu khích cuộc thi này là đọ sức về linh lực hay là chúng ta đấu tay bo cho máu nhỉ phượng vũ nghe xong máu luôn tuy nhiên phải khởi động cái đã phượng vũ vừa mới hồi phục lại linh lực nên có chút yếu thế hơn mộc dao phượng vũ hệ hỏa còn mộc dao hệ thủy mà thủy lại khắc hỏa mới đau lần này e là lành ít giữ nhiều bảo là giao đấu sơ sơ thôi ai ngờ mộc dao lại ra tay nặng như thế phượng vũ bị đánh tả tơi như con rơi nhưng vẫn quyết không chịu đầu hàng phượng vũ bị mộc dao cho ăn hành cay quá ngất luôn tại chỗ triệu phu tử đang định công bố kết quả thì phượng vũ tỉnh lại thì ra mỗi lần phượng vũ gặp nguy hiểm thì linh lực của chân huyết phượng hoàng sẽ thức tỉnh cũng may phương hữu đạo xuất hiện đúng lúc nếu không Phượng Vũ đã tiễn mộc dao lên bảng đếm số rồi. tuy nhiên ngay sau đó Phượng Vũ cũng ngất đi vì kiệt sức. ba ngày sau Phượng Vũ tỉnh lại. Phượng Vũ vừa tỉnh lại vội chạy đến trường để xem điểm thi. nhà hoàn vừa nhìn đã thấy cái tên của Triều Ca. tuy nhiên cái tên của Phượng Vũ thì sau hai cái nửa tiếng mới tìm thấy. Phượng Vũ đứng top một từ dưới lên. cùng lúc đó Hiền Dịch đang đi mua sách thì vô tình gặp Triều Ca. Triều Ca bản tính nhút nhát rủ Hiền Dịch ra ngoài để tâm sự. Triều Ca chủ động đưa ra đề nghị về mối quan hệ của hai người. cái gì mà trên tình bạn dưới tình yêu. Hiền dịch tuy nghe không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Phía bên này, tên thị vệ quay về bẩm báo cho Thánh hậu về kết quả cuộc thi. Phượng Vũ may mắn được Phương Hữu Đạo cứu khỏi phòng loại, nên cũng đã chính thức được nhận vào Học viện Quân Vũ. Rất nhanh đã đến ngày khai giảng, khai giảng thời cổ đại thế mà lại vô cùng đơn giản. Phương Hữu Đạo đứng ra đọc diễn văn khai mạc, sau đó đọc tiếp mấy cái nội quy, cuối cùng là phát đồng phục cho các học viên. Khai giảng xong bắt đầu đến màn trà keo, đánh người ta lên bờ xuống ruộng xong giờ lại bảo nói đua. Đúng thật là lưỡi không xương muôn đường lắt léo. Tuy nhiên Phượng Vũ nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện này. Đến cuối cùng Mộc Giao vẫn là phải gọi Phượng Vũ một tiếng papa. Cảm giác được trả thù cũng sảng khoái đấy chứ. Ngày hôm sau, buổi học đầu tiên bắt đầu, ông thầy này tên Triệu Phu Tử, có 30 năm kinh nghiệm trong nghề gõ đầu trẻ. Trong lúc thầy giáo đang giảng bài thì Phượng Vũ say sưa chìm trong giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì mọi người đã đi ăn cơm hết rồi. Sau đó Quân Lâm Nguyên kéo Phượng Vũ ra sau núi và tặng cho cô ấy chiếc bình cổ như đã hứa. Phượng Vũ nhận lấy chiếc bình và chạy đi. Phượng Vũ được Thái Phượng Điểu đưa vào linh giới sau khi đập vỡ chiếc bình thì một mảnh tinh thần toái phiến hiện ra. Trên đó có ghi bốn chữ Học viện Quân Vũ, tức có nghĩa là mảnh tiếp theo sẽ nằm ở Học viện Quân Vũ. Cùng lúc đó, Hiền Dịch đang cùng Phong Tầm ăn trưa thì Triều Ca đến. Triều Ca lấy ra món bánh bao do tự tay mình làm. Phong Tầm ham ăn vội lấy lên và cắn một miếng, nhìn cái biểu cảm này chắc nhà mới mua muối hả? Triều Ca thấy thế giật vội chiếc bánh trên tay Hiền Dịch sau đó ngượng ngùng chạy đi. Giờ học buổi chiều bắt đầu, trong lúc thầy giáo đang giảng bài thì phát hiện cái thước kẻ của mình bị mất không hiểu vì một lý do nào đấy cái thức kẻ lại nằm ở chỗ phượng vũ buổi sáng đã ngủ gật trong lớp buổi chiều lại quậy phá như này mộc dao ngứa mồm đứng dậy khích bác liền bị phượng vũ đánh cho gãy bàn ngay lập tức phượng vũ bị thầy giáo đuổi ra ngoài chịu phạt nhiệm vụ của cô ấy là làm tan cục đá này để đun nước uống trà khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới được vào học tiếp ngày hôm sau triều ca tiếp tục làm bánh đem đến cho hiền dịch ăn lần trước bị như thế rồi không biết lần này ăn xong có đi luôn không hiền dịch lấy một chiếc bánh và cắn liều một miếng Phong Tầm đang định ăn thì bị Hiền Dịch ngăn lại. Phong Tầm hiểu ý nên đứng dậy kiếm cớ kéo Hiền Dịch rời đi. Cùng lúc đó, Quân Lâm Uyên đến gặp Thánh Quân Thánh Hậu, vẫn chuyện cũ, Thánh Hậu liên tục dùng những lời lẽ kích bác để gán ghép hôn sự cho anh ấy. Tuy nhiên Quân Lâm Uyên thẳng thắn từ chối, "Chuyện của ta không phiền mụ phải lo." Thánh Quân bản tính nhu nhược nghe thấy thế liền nổi giận. "Chịu thì chịu không chịu thì phạt." Sau đó Quân Lâm Uyên được đưa đến Thông Thiên Đài để chịu phạt. Ở đây có bốn cái cột chống xét siêu to, chịu phạt ở đây thì auto sướng tê toàn thân luôn phía bên này thời gian học cũng đã kết thúc phượng vũ vừa ra ngoài thì gặp phương hữu đạo sau đó ông ấy đưa phượng vũ đến tàng thư lâu phương hữu đạo lấy ra một chiếc chìa khóa và đưa cho phượng vũ đây là chìa khóa của tàng thư lâu sau này ngươi thích đến lúc nào thì đến dường như ông ấy biết phượng vũ đang muốn làm gì nên muốn ra tay giúp đỡ tuy nhiên việc này không được tiết lộ cho ai biết kể cả quân lâm uyên ngươi không phải là ngươi hắn thì vẫn là hắn đừng vì chút tư tình nam nữ mà quên đi mục đích ban đầu nói xong ông ấy rời đi Phượng Vũ ra ngoài khóa cửa thì phát hiện có kẻ đột nhập. Sau đó cô ấy đi vào bên trong để kiểm tra, thì ra là ngựa minh dạ, tàng thư lâu là cấm địa của học viện quân Vũ, nếu không được sự cho phép của giám viện trưởng không ai được vào trong đó. Tuy nhiên Phượng Vũ lại không thể giải thích được vì sao mình lại có mặt ở đó. Nếu đã thế thì cả hai chúng ta cùng giữ im lặng. Cứ xem như hôm nay chưa hề có cuộc chia ly, sau đó ngựa minh dạ kéo Phượng Vũ rời đi, vô tình cảnh này lại bị quân Lâm Nguyên bắt gặp. Ngày hôm sau, lúc tan học Phượng Vũ cố tình tránh mặt quân Lâm Nguyên những lời nói của phương hữu đạo đã khiến cô ấy phải suy nghĩ rất nhiều cùng lúc đó thánh hậu đến học viện quân vũ để thăm các học sinh sắp đến ngày mừng thọ của thánh hậu nên hôm nay bà ấy đã cố tình đến đây để chọn lựa một nữ tử sau đó cùng quân lâm uyên biểu diễn múa kiếm trong ngày mừng thọ gọi là chọn vậy thôi chứ bà ta đã nhắm đến thanh loan từ lâu rồi đúng lúc đó quân lâm uyên đưa ra một đề nghị mở một cuộc thách đấu tại học viện quân vũ ai chiến thắng sẽ được chọn làm người múa kiếm trong buổi lễ mừng thọ thái hậu tối đến quân lâm uyên cùng hiền dịch ngồi tâm sự chuyện yêu đương Quân Lâm Nguyên hy vọng Phượng Vũ sẽ cùng mình múa kiếm biểu diễn trong ngày trọng đại ấy. Có như thế sau này việc tuyển phi sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên mấy ngày hôm nay thái độ của Phượng Vũ đột nhiên thay đổi. Cô ấy luôn tránh né và đối xử với ta một cách xa lạ. Nếu nghĩ không ra vậy chi bằng hãy đi hỏi trực tiếp xem sao. Cùng lúc đó Triều Ca và Phượng Vũ cũng đang bàn về chuyện này. Triều Ca không hiểu vì lý do gì mà Phượng Vũ không tham gia cuộc tranh đấu lần này. Không phải quan hệ của hai người đang rất tốt sao? Vì bản thân mình mà đứng ra tranh đấu thì cũng đâu có gì là sai phía bên này thanh loan đang hút chất dịch màu đỏ từ trong chiếc vòng ra thì ra bấy lâu nay cô ta luôn giấu chân huyết phượng hoàng của phượng vũ ở trong đó ngày hôm sau triều ca vừa vào cửa lớp thì gặp mộc dao mộc dao cố tình khiêu khích triều ca trong lúc cãi nhau hộp thức ăn của triều ca bị rơi xuống đất triều ca điên tiết đấm đá vài cái cho bõ tức ai ngờ mộc dao thế mà lại ra tay nặng như vậy lúc hiền dịch và thanh loan chạy đến thì triều ca đã bị ngất đi rồi hiền dịch tỏ ra vô cùng cay cú vì thái độ của mộc dao nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cô cũng tập xác định đi là vừa nói xong hiền dịch bế cô ấy rời đi phượng vũ đang học bài thì liên tục bị ngựa minh dạ quấy rối. đúng lúc đó quân lâm uyên xuất hiện phong tầm cũng hớt hải chạy đến báo tin bị cáo mộc giao sử dụng vũ lực để giao tiếp với bạn bè đã thế lại còn già mồm cãi cố thái độ không một chút ăn năn phương hữu đạo đứng ra tiền án phạt mộc giao cấm túc hối lỗi một tuần sau đó thanh loan đứng ra xin lỗi cho đầy đủ trách nhiệm tuy nhiên phượng vũ không có ý bỏ qua chuyện này cứ đánh người xong nói xin lỗi vậy thì ai chẳng làm được Chính vì thế Phượng Vũ quyết định tham gia cuộc thi tuyển chọn đệ tử đại diện múa kiếm mừng tiệc Thánh Hậu. Nói cách khác Phượng Vũ muốn đấu trực tiếp với Thanh Loan. Nếu Thanh Loan là biểu tượng của Bích Lạc cung, vậy ta sẽ đánh thẳng vào mặt cô ta để lấy lại công bằng cho Triều Ca. Sau khi quay về Phượng Vũ mới tỏ ra ân hận. Chẳng lẽ vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc xít sao? Quân Lâm Nguyên thấy thế liền kéo Phượng Vũ rời đi, sau đó anh ấy đưa Phượng Vũ đến một nơi. Cảnh vật nơi đây vô cùng tuyệt vời, thích hợp cho những bạn nào có sở thích đi săn mây. Đã thế lại còn có một cây đào đầy hoa nữa chứ. View này mà chụp ảnh thì hết nước chấm, nhưng mục đích Quân Lâm Uyên đưa cô ấy đến đây không phải để chụp ảnh. Tộc Quân Vũ mạnh nhất về kiếm, chính vì thế anh ấy muốn dạy cho cô tâm pháp múa kiếm của tộc Quân Vũ. Buổi tối, Thanh Loan đến phòng cấm túc để gặp Mộc Dao. Thanh Loan không nói nhiều thẳng tay tát vào mặt Mộc Dao. "Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Bất cứ ai cũng không được làm hại Triều Ca." Thì ra hồi nhỏ Triều Ca và Thanh Loan rất thân thiết với nhau. Chính vì thế cho dù Mộc Dao có làm gì thì cũng không thể thay thế được vị trí của Triều Ca trong lòng Thanh Loan. Ngày hôm sau, Triều Ca cuối cùng cũng đã tỉnh lại, nghe nói Phượng Vũ chuẩn bị tỉ thí nên cô ấy muốn đi xem. Triều Ca là con gái của cung chủ nhưng do tư chất tu luyện kém nên đã bị đuổi khỏi Bích Lạc cung. Trách nhiệm mà Thanh Loan đang gánh thực ra là của ta. Tuy nhiên ta lại mong Phượng Vũ thắng, vì chuyện lần này rất có ý nghĩa với cô ấy. Thật trùng hợp Thanh Loan đến thăm nên đã nghe được hết câu chuyện của hai người. Chính vì chuyện này nên cô ta lại càng cay cú hơn nữa. Ngày hôm sau, Phượng Vũ tiếp tục khoác lên mình bộ outfit thương hiệu. Luật chơi vẫn như cũ, Sợi dây trên tay của ai rơi xuống trước sẽ bị thua. Trận đấu này dự là thủy hỏa gặp nhau sẽ sôi sùng sục. Cả hai đều mang trong mình một chút suy nghĩ của sự hận thù, nên trận chiến ngày hôm nay cứ phải gọi là 200% cống hiến. Cả hai ăn miếng trả miếng khiến cho người xem tỏ ra vô cùng thích thú. Cuối cùng thì Thanh Loan cũng phải dùng đến chiêu cuối, cô ta vận khí thành một con phượng hoàng băng, sau đó bay lên và lao thẳng đến Phượng Vũ, đúng lúc đó Nhẫn Long Phượng phát sáng, một con phượng hoàng lửa lao ra nghênh chiến lúc này thái phượng điều cũng cảm nhận được chân huyết phượng hoàng đang ở trên người của thanh loan kết quả chung cuộc thanh loan thua phượng vũ đứng ra vạch trần thanh loan chính là kẻ năm xưa đã cướp đi chân huyết phượng hoàng của mình ngay lúc đó thánh hậu xuất hiện cứ nghĩ thánh hậu sẽ đứng ra phân xử vụ này công bằng ai ngờ bà ta phán một câu xanh dờn chiếc vòng băng này là ta tặng cho thanh loan làm gì có huyết ngan huyết vịt gì ở đây phượng vũ quay trở về trong bộ dạng uất ức rõ là chân huyết phượng hoàng mà bà ta đem ra ví với tiết canh đáng buồn hơn nữa là mọi người không coi lời nói của cô ấy là thật Phượng Vũ buồn bực lên giường nằm ngủ, ngựa minh dạ được nước kích bác quân Lâm Uyên, rõ là cờ rớt của mình mà lại để cho người ta ức hiếp. Nếu là ta thì mọi chuyện đã khác rồi. Quân Lâm Uyên nghe xong xấu hổ rời đi, tuy nhiên dù sao cũng phải điều tra thử xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cùng lúc đó Thanh Loan đến gặp Thánh Hậu để nhận tội. Thánh Hậu vậy mà lại tin lời của Phượng Vũ, bà ta cầm lấy chiếc vòng và nhắc nhở Thanh Loan, tuy ngươi không thể sử dụng được chân huyết Phượng Hoàng này nhưng nhất định không được để nó rơi vào tay Phượng Vũ. Nếu không lúc đó ngươi chỉ có nước đi theo mà sách dép cho cô ta. Tối đến, Phượng Vũ trèo lên địa điểm bí mật để ngắm trăng. Một lát sau Quân Lâm Uyên xuất hiện, cả hai liên tục giác thính khiến cho mấy anh em FA chảy nước miếng. Ngày hôm sau, buổi lễ mừng thọ cho Thánh hậu chính thức được tổ chức. Hiền Dịch và Triều Ca không biết từ bao giờ cũng đã dính lấy nhau như hình với bóng. Thánh hậu đặc biệt dẫn Thanh Loan theo bên mình để nâng cao giá trị bản thân cho cô ta. Tuy nhiên hàng pha ke thì cũng mãi chỉ là đồ lởm mà thôi. Màn biểu diễn được mong đợi nhất cuối cùng cũng bắt đầu. Cả hai cùng nhau nhảy múa trông chẳng khác nào đôi chim non đang vờn nhau trên cành cây bọn họ đúng là trời sinh một cặp, đúng là nồi nào úp vùng nấy. Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, hai người đi ra chào hỏi sau đó quay lại bên trong để thay đồ. Lúc này Thánh hậu ra hiệu cho Thanh Loan dâng quà, lấy cớ đó bà ta bắt đầu dì tai cho Thánh quân. Nào là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác chấm chấm chấm. Các bạn điền nốt nhé. Nếu kết hôn cùng Quân Lâm Uyên cứ phải gọi là trời sinh một cặp. Thánh quân ậm ừ đồng ý, đang tính công bố hôn ước thì Quân Lâm Uyên xuất hiện. Trước bao nhiêu người Quân Lâm Uyên thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Người con yêu là Phượng Vũ chứ không phải Thanh Loan chính vì thế chuyện hôn sự của con mong hai người đừng có cờ lan sự vào thánh quân nghe xong tức giận cầm sách ném vào mặt quân lâm uyên sau đó ông ấy đi xuống nhặt lên để xem đây chẳng phải quà sinh nhật phượng vũ làm tặng cho quân lâm uyên sao sau khi xem xong thánh quân liền thay đổi quyết định phượng vũ chỉ cần ngươi tìm lại được chân huyết phượng hoàng ta sẽ cho ngươi lấy con trai ta làm chồng sau khi buổi lễ kết thúc thánh hậu cho truyền thanh loan vào để tâm sự mỏng thánh hậu dùng lời lẽ để an ủi thanh loan chuyện lần này ta đã chuẩn bị rất kỹ càng cho ngươi Kết quả như vậy cũng là đen thôi đỏ quên đi, chỉ cần ngươi đi theo ta không lo không có cơ hội. Ngày hôm sau tại học viện quân vũ, Phượng Vũ và Triều Ca đang cùng nhau đi học, đột nhiên Phượng Vũ ôm bụng sau đó chạy đi, thì ra là Thái Phượng Điểu gọi cô ấy vào trong linh giới. Nó cảm nhận được mảnh thứ hai của tinh thần toái phiến chuẩn bị xuất hiện. Cùng lúc đó, Hiền Dịch đang lang thang thì bị Triều Ca gọi lại, Triều Ca đang định mở giỏ bánh ra thì bị Hiền Dịch ngăn lại. Sau đó Hiền Dịch xách giỏ bánh ngượng ngùng rời đi, Triều Ca vui vẻ chạy về gặp Phượng Vũ, ngày mai là ngày lễ thất tịch người nữ sẽ viết thư tình cho người nam để hẹn đi chơi hội đèn buổi tối. Triều ca khuyên Phượng Vũ nên viết cho Quân Lâm Uyên một bức thư để hẹn hò. Cùng lúc đó, Ngựa Lâm Dạ tâm trạng không vui ngồi uống rượu một mình dưới gốc cây. Ma Tô nhẹ nhàng đi đến chia sẻ nỗi buồn cùng anh ấy. Nhưng đã rất lâu rồi Ngựa Minh Dạ chưa gọi Ma Tô là phụ thân. Bởi lẽ trong ám giả ô đình chỉ có quyền lực là quan trọng nhất. Nếu một khi ngươi leo lên top thì thứ ngươi nhìn thấy sẽ là đỉnh đầu của họ chứ không phải là ánh mắt. Ngày hôm sau, Phượng Vũ cùng Triều Ca mang thư đến lớp. Triều Ca đem thư kẹp vào trong quyển sách của Hiền Dịch. Còn Phượng Vũ thì ngược lại, sau khi thấy trên bàn của Quân Lâm Uyên có rất nhiều thư cô ấy liền quyết định không gửi nữa. Hai người vừa đi ra thì Phong Tầm đi vào. Phong Tầm vậy mà lại gom sách của mấy huynh đệ lại để trả cho thư viện. Không ngờ Phong Tầm nhìn thấy bức thư lại tưởng Triều Ca viết cho mình. Phong Tầm liên tục khoe khoang khiến cho Hiền Dịch tỏ ra vô cùng cay cú. Đúng là đàn bà là loài khó hiểu nhất trên đời mà. Tối đến, Triều Ca vui vẻ lên đồ đi chơi hội đèn, để Phượng Vũ ở nhà một mình cùng lúc đó thánh quân đang học múa thì lăn đùng ra ngất quân lâm uyên đến gặp phượng vũ đang định đi vào thì thanh loan xuất hiện thánh quân hoảng rồi quân lâm uyên nghe xong vội vã quay trở về cung điện sau khi kiểm tra xong ninh viện trưởng cho biết thánh quân vì lao lực quá nên trở nên suy nhược nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi ngay thôi tuy nhiên sau khi ra bên ngoài ông ấy lại gặp riêng quân lâm uyên để nói một chuyện sau khi kiểm tra xong ninh viện trưởng phát hiện thánh quân là đang bị người khác hạ độc tuy nhiên loại độc này có nguồn gốc từ tây vực cần phải tra lại sách cổ thì mới biết đó là gì Tuy nhiên trước khi thánh quân tỉnh lại, ngươi cần phải ở bên cạnh ngài ấy để tránh bị kẻ khác thừa cơ ra tay hãm hại. Phía bên này, thánh hậu cho gọi một nha hoàn vào để hỏi tội. Thì ra cô ta chính là người mà thánh hậu đã cài cắm bên cạnh của thánh quân. Số linh đan này cũng là thánh hậu đã chuẩn bị cho thánh quân. Thánh quân đã uống linh đan này được 3 năm, chỉ cần thêm một năm nữa ông ấy sẽ chết mà không rõ nguyên do. Tuy nhiên lần này thánh quân vì ham hố tu luyện nên đã dùng quá nhiều khiến cho độc tố phát tác mạnh. Nếu bây giờ có kẻ điều tra chắc chắn sẽ tìm ra nguyên do. Chính vì thế bà ta đã ra tay hạ thủ cô Nha Hoàn. Sau đó một hiện trường giả được tạo ra, cô Nha Hoàn vì sợ tội mà treo cổ lên cây tự vẫn. Trước khi chết cô ta còn viết di thư để lại, trong di thư cô ta có nhắc đến, mình chịu sự sai khiến của một người khác bên trong học viện quân vũ. Thánh hậu lệnh cho Thanh Loan ở lại đây cùng quân lâm uyên chăm sóc cho thánh quân, còn bà ta sẽ đi xử lý những chuyện còn lại. Ngay sau đó, một cuộc triệu tập khẩn cấp được ban bố, Phương lão linh tông và Triệu phu tử cũng đã có mặt. Tuy nhiên Ninh viện trưởng lại không thấy đâu, cùng lúc đó Phượng Vũ ở nhà chờ mãi mà không thấy quân Lâm Nguyên đến. Sau đó cô ấy sách đít đến tàng thư lâu để đọc sách. Phượng Vũ vừa bước vào đã phát hiện Ninh viện trưởng đang ở đây. Ông ấy đang trong tình trạng trên sự sống dưới sự chết. Đúng lúc đó bên ngoài có một đám quan binh đến. Bọn chúng đi vào bên trong nhìn thấy cảnh này. Ngay lập tức tên thị vệ đã hạ lệnh bắt giam Phượng Vũ. Phượng Vũ bị áp tải đến phòng giam đặc biệt và bị nhốt vào kết giới. Hoàng Nhi được gọi vào để làm nhân chứng. Cô ta nói một canh giờ trước nhìn thấy Phượng Vũ đi vào tàng thư lâu phía bên này thanh loan quay về bẩm báo tình hình cho thánh hậu một canh giờ trước người đến tàng thư lâu chính là cô ta tuy nhiên lúc thanh loan đến thì ninh viện trưởng đã toang rồi vậy rốt cuộc ai là kẻ đã ra tay đồ sát ninh viện trưởng sau đó thanh loan đến gặp quân lâm uyên để thông báo phượng vũ vì ám sát ninh viện trưởng nên đã bị bắt tuy nhiên dù cô ta có nói gì đi chăng nữa thì quân lâm uyên cũng không tin đó là sự thật quân lâm uyên nóng lòng đi gặp phượng vũ thì bị tên thị vệ ngăn cản thánh hậu có chỉ người chỉ được phép ở trong bốn mét vuông này thôi không được ra ngoài nếu chưa có lệnh thanh loan tuy bị ghét bỏ nhưng vẫn mặt dày cố thủ ở lại phía bên này ba người biết tin phượng vũ bị bắt tỏ ra vô cùng lo lắng tuy nhiên ngoài việc ngồi đây buôn dưa lê thì cũng chẳng còn cách nào khác phía bên ngoài ngựa minh dạ đến tìm phượng vũ vô tình nghe được 90% về câu chuyện này ngay sau đó ngựa minh dạ xông vào cấm thất để cứu phượng vũ tuy nhiên nếu lúc này bỏ đi chẳng khác nào tự mình nhận tội phượng vũ đưa cho ngựa minh dạ sợi dây rút và nói ngươi hãy đi tìm quân lâm uyên để cùng nhau nghĩ cách cứu ta nghe xong ngựa minh dạ lập tức rời đi sáng hôm sau ngựa minh dạ bật chế độ sẵn sàng chiến đấu một mình xông vào thánh điện tìm quân lâm uyên quân lâm uyên vừa nhìn thấy sợi dây rút liền hiểu ra đám thị về đang định bắt người thì thánh quân xuất hiện chưa thấy phim nào mà thánh quân lại vô dụng như phim này sau đó hai người ra ngoài nói chuyện riêng tuy là đối thủ của nhau nhưng vì cô ấy nên hai người cũng đành hợp tác hành động bên phía học viện quân vũ mọi người đang bị giam lòng tập thể tại đây một lát sau tên thị vệ vào báo tin ninh viện trưởng số đỏ nên đã được cứu sống ngay khi nghe được thông tin đó tên sát thủ đã lập tức hành động quả nhiên đó là cái bẫy của ngựa minh dạ hai người cùng nhau hợp sức để bắt tên sát thủ tuy nhiên hắn ta rất mạnh hắn ta còn biết sử dụng cả chiêu thức của ám giả ô đình và bích lạc cung thật không ngờ người này chính là phương hữu đạo tên thị vệ vừa kéo quân đến liền bị ông ấy khống chế ông ấy chọn im lặng không trả lời đưa phượng vũ đến tàng kinh lâu làm luật sư bào chữa cho ta ngay sau đó mọi người tập trung trước cửa tàng kinh lâu quân lâm nguyên nắm tay phượng vũ đi vào bên trong trên tay ông ấy cầm một bức tranh vẽ về một thiếu nữ 30 năm trước, ông ấy và Ninh viện trưởng là đôi bạn thân. Ngày đó Thánh quân có gửi một tấm thiệp mời Phương Hữu Đạo về làm viện trưởng của Học viện Quân Vũ. Tuy nhiên Ninh viện trưởng sau khi nhận được thư đã giấu nhẹ chuyện này. Sau đó ông ấy một mình đến Học viện Quân Vũ để nhậm chức. Tuy nhiên lúc đó hai người cùng để ý đến một người phụ nữ tên Vân Nương. Phương Hữu Đạo xuất thân vô danh, còn Ninh viện trưởng xuất thân tộc quân vũ. Chính vì thế Ninh viện trưởng muốn dùng thân phận này để Vân Nương trở thành học viên nữ đầu tiên của Học viện Quân Vũ. Trong lúc nóng giận Phương Hữu Đạo đã bỏ đi mà không một lời từ biệt một thời gian sau ông ấy nghe tin tàng kinh lâu do Vân Nương cai quản bị cháy. Vân Nương cũng từ đó mà bốc hơi khỏi thế giới này. Chính vì thế mà Phương Hữu Đạo đã quyết tâm quay lại để trả thù. Không sai Ninh Viện trưởng chính là do ta giết, chuyện Phượng Vũ là học trò của Mộc Cửu Châu ông ấy cũng đã biết từ lâu. Nói xong ông ấy xoay nhẹ chiếc bình, hai người cứ thế mà rơi xuống một cơ quan bí mật. Sau đó ông ấy đi ra ngoài tuyên bố một câu xanh dờn. Hôm nay ta muốn tự tay hủy diệt học viện quân Vũ. Kẻ nào không liên quan thì lượn đi cho nước nó trong vẫn như mọi khi chờ đám binh sĩ bị đánh tơi tả xong. Phương lão Linh Tông mới ra tay, hai ông già này là bằng hữu với nhau, thật không ngờ hôm nay lại phải đối đầu với nhau. Phía bên trong, hai người đang cùng nhau tìm đường thoát ra, đến bây giờ quân Lâm Nguyên mới biết Phượng Vũ chính là đồ đệ của Mộc Cửu Châu. Tất cả mọi chuyện kỳ quái cô ấy làm trước đây cũng là để đánh thức Mộc Cửu Châu. Bỗng Phượng Vũ phát hiện ra một cánh cửa khác, hai người cứ thế mà đi vào bên trong không một chút do dự. Mật thất này dẫn đến một căn phòng khác ở sau núi. Nơi này trước đây có một người phụ nữ sinh sống rất có khả năng Vân Nương lúc trước đã từng sống ở đây. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Phượng Vũ tìm thấy một bức thư, quả nhiên là do Vân Nương để lại. Phía bên ngoài, Phương Hữu Đạo lấy ra một viên dốc kết 3 giờ và nuốt xuống. Người sử dụng nó trong 3 canh giờ sẽ có sức mạnh tăng gấp 3 lần. Đổi lại sau khi thuốc hết tác dụng thì kinh mạch cũng sẽ bị đứt hết mà chết. Rất nhanh Phương Hữu Đạo đã trở thành một con quái vật thực thụ. Tất cả mọi người cùng nhau hợp sức chống đỡ nhưng cũng không ăn thua. Vì tác dụng của thuốc quá mạnh khiến cho Phương Hữu Đạo mất hết lý trí ngựa minh dạ loi toi sử dụng lăng ba vi bộ vừa múa được mấy đường cơ bản đã bị ông ấy khống chế một lát sau quân lâm nguyên và phượng vũ cũng đến tuy nhiên lúc này sức mạnh của phương hữu đạo đã trở nên mất kiểm soát hết cách phượng vũ đành phải liều một phen để cứu tất cả mọi người quân lâm nguyên vận khí tạo ra lá chắn để phượng vũ tiếp cận ông ấy sau khi nhìn thấy bức thư của vân nương ngay lập tức phương hữu đạo đã thức tỉnh tuy nhiên mọi chuyện bây giờ đã không thể cứu vãn được nữa rồi trước khi chết ông ấy nói nhỏ với phượng vũ một bí mật sau đó thăng luôn Đúng lúc đó ba lão đầu xuất hiện, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, hãy để ông ấy ra đi được thanh thản. Sau đó Phượng Vũ kéo Quân Lâm Nguyên ra ngoài, lúc này cô ấy thẳng thắn thừa nhận tất cả mọi chuyện. Thực ra ta không phải là Phượng Vũ, ta là cô gái Đông Y Hà Nội đã xuyên không tới đây. Mục đích ta muốn đánh thức sư phụ tỉnh lại để ông ấy có thể đưa ta trở về nhà. Sau khi nghe xong Quân Lâm Nguyên tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Thực ra ta đã cảm nhận được chuyện này từ lâu rồi. Tuy nhiên ta không quan tâm mấy chuyện đó, ta yêu con người của muội chứ không phải yêu cái tên Phượng Vũ. Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với muội thì vẫn còn có ta ở đây. Hai người cứ thế mà ôm nhau trong sự ghen tị của Thanh Loan. Ngày hôm sau, ba lão đầu đến kiểm tra bệnh tình cho Thánh Quân. Năm xưa ba lão đầu được mệnh danh là ba thần y, nhưng vì không chịu nổi cuộc sống tranh đua ở đây nên ông ấy đã rời về biên cảnh ở ẩn. Phía bên này, Thanh Loan đến kể cho Triều Ca nghe về những chuyện mình vừa nghe được. Phượng Vũ không phải là Phượng Vũ, Triều Ca nghe xong chẳng hiểu chuyện gì, ngược lại cô ấy còn nghĩ Thanh Loan đang cố bịa ra chuyện để chia rẽ tình cảm của hai người sau đó triều ca tức giận rời đi sau khi chết phương hữu đạo được chôn cùng ninh viện trưởng và vân nương phải chăng đây là sự tích đổi thông ba mộ trong truyền thuyết sau khi nói lời từ biệt cuối cùng với mấy lão bằng hữu già ba lão đầu quay sang từ biệt phượng vũ lời hứa lúc trước của ta với ngươi coi như đã hoàn thành ta quay về biên cảnh đây khi nào rảnh ngươi nhớ về biên cảnh nấu chè đỗ đen cho ta ăn nhé sau khi từ biệt ba lão đầu phượng vũ một mình đến tàng kinh lâu quả nhiên cô ấy đã tìm thấy mảnh tinh thần toái phiến mà phương hữu đạo để lại Cùng lúc đó, Thanh Loan đến gặp Thánh Hậu để nói về chuyện của Phượng Vũ. Thánh Hậu nghe xong ra vẻ vô cùng lo lắng, nếu đã như thế ngươi cần phải có thêm sức mạnh mới có thể đối đầu được với cô ta. Và sự lựa chọn tối ưu nhất chính là Ma Tô. Đến cuối cùng Thanh Loan vẫn không vượt qua được sự thù hận của bản thân. Cô ta quyết định tiếp nhận sức mạnh hắc ám mà Ma Tô ban tặng. Sau khi tìm được mảnh tinh thần toái phiến thứ hai, Phượng Vũ liền đưa nó vào trong linh giới giao cho Thái Phượng Điểu. Ngay lập tức những đóa hoa mơ rừng đã nở rộ, điều này báo hiệu linh hồn của Mộc Cửu Châu đang dần thức tỉnh chỉ cần tìm ra một mảnh nữa là ok, tối đến Thanh Loan quay lại gặp Thánh Hậu, lúc này Thánh Hậu mới kể cho Thanh Loan nghe một chuyện. Năm xưa tại Đại Lục Càn Nguyên này, yêu thú hoành hành quấy nhiễu muôn dân bách tính. Lúc đó Mộc Cửu Châu xuất hiện dẫn rất tứ đại môn phái đi trừ yêu. Sau khi tiêu diệt hết yêu thú, Mộc Cửu Châu giao lại quyền cai trị Đại Lục Càn Nguyên cho tào Quân Vũ. Sau đó ông ấy phi thăng thành tiên, tuy nhiên trong quá trình phi thăng đã bị gián đoạn nên thân xác bị tan thành mây khói. Và người gây ra chuyện đó không ai khác chính là Thánh Quân bây giờ chính vì chuyện này mà thánh hậu đã âm thầm vụng trộm với ám giả ô đình mục đích để lật tẩy bộ mặt giả dối của tộc quân vũ bao nhiêu năm nay nghe xong thanh loan tỏ ra có đôi chút hoài nghi tuy nhiên vì để tiêu diệt được phượng vũ nên thanh loan cũng chẳng bận tâm đến chuyện này ngày hôm sau trước cổng học viện quân vũ người phụ nữ này là cung chủ của bích lạc cung đồng thời cũng là mẹ của triều ca hôm nay bà ta đến đây để xem mấy đồ đệ của mình học hành thế nào trên đường đi vô tình bắt gặp triều ca đang luyện bắn chim vì hiếu kỳ với bộ môn kỳ lạ này nên bà ta quyết định đến xem vẫn như mọi khi, Mộc Giao ngứa mồm đứng ra xin tỉ thí với Triều Ca để cho cung chủ rửa mắt. Đúng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nhưng có điều cô ta không biết, Triều Ca của hiện tại đã khác xưa nhiều rồi. Hiền dịch thấy vui nên cũng đến để cổ vũ, Triều Ca xoay một vòng 360 độ tạo thành một núi băng mini. Mộc Giao thấy thế tưởng là ngon, cô ta vừa lao tới thì bị Triều Ca bắn cho một phát. Đúng là mất mặt quá đi mà, cùng lúc đó, Phượng Vũ quay về phòng thì phát hiện ra một chiếc lồng đèn ở trên giường. Xấu như này chắc chắn là của quân Lâm Nguyên rồi đúng lúc đó thái phượng điểu xuất hiện trêu chọc cô ấy triều ca trở về phòng vô tình nghe thấy phượng vũ đang nói chuyện một mình bất giác trong đầu cô ấy lóe lên suy nghĩ về những câu nói của thanh loan tối đến hai người cùng nhau ra ngoài dạo phố đèn lồng đúng lúc đó ngựa minh dạ xuất hiện hắn ta không nói nhiều trực tiếp kéo phượng vũ lên tầng cao nhất của nguyên đô sau đó lấy ra cái điếu cày và thổi cho cô ấy nghe ngựa minh dạ ngượng ngùng bày tỏ tình cảm của mình người vô tư trao ta chút thương cảm ta vô tình tưởng đó là tình yêu Tuy nhiên đến bây giờ ngựa minh dạ cũng đã biết người Phượng Vũ lựa chọn là quân Lâm Nguyên chứ không phải mình. Mặc dù như thế anh ấy vẫn muốn nói ra để cho lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nói xong ngựa minh dạ quay người bỏ đi, Phượng Vũ vừa xuống dưới thì gặp quân Lâm Nguyên. Anh ấy không nói nhiều trực tiếp đè Phượng Vũ vào cột và cắn vào môi cô ấy. Khung cảnh này quả thật vô cùng lãng mạn. Giây phút ấy Phượng Vũ đã quyết định bất chấp tất cả để sống với tình yêu của mình. Triều Ca đang đứng dưới nhận cơm tó thì Thanh Loan xuất hiện. Cô ta hỏi Triều Ca, thời gian gần đây muội có thấy Phượng Vũ có những hành động kỳ quặc không? có phải từ khi gặp lại phượng vũ muội cũng cảm thấy cô ấy khác đi rất nhiều không rất có khả năng phượng vũ thật đã bị cô ta khống chế để chiếm lấy thân xác chúng ta phải nghĩ cách để giúp cô ấy sau một hồi suy nghĩ triều ca nhớ ra phượng vũ vẫn thường hay nói chuyện với chiếc nhẫn long phượng đeo trên cổ để chứng minh chuyện này chỉ có một cách duy nhất sau đó triều ca một mình quay về phòng một lát sau phượng vũ cũng quay lại ngay lập tức triều ca lấy quần áo và giục cô ấy đi tắm quả nhiên trong lúc phượng vũ đang tắm triều ca đã lẻn vào trộm đi chiếc nhẫn long phượng thì ra đó là âm mưu của thanh loan Cô ta nói ở trên núi Côn luôn có một mụ phù thủy vô cùng tài giỏi. Chỉ cần đưa chiếc nhẫn đó cho bà ta xem, nhất định bà ta sẽ biết Phượng Vũ kia là thật hay giả. Chiều ca bản tính trong sáng cộng thêm đôi chút ngờ nghịch nên đã tin theo. Càng đi sâu vào trong rừng thì không khí càng trở nên u ám. Trong lúc hoảng loạn Chiều ca đã trượt chân ngã xuống đập đầu vào đá và ngất đi. Sau khi tỉnh lại Chiều ca phát hiện mình đang ở trong một hang động. Một lát sau, con yêu thú cấp cao cuối cùng cũng xuất hiện. Chuyến này Chiều ca lành ít giữ nhiều rồi. Cùng lúc đó, Thanh Loan quay về báo tin cho Thánh Hậu thực ra trên núi côn luôn không hề có bà phù thủy nào cả mặt khác đó là một con yêu thú cấp cao đang cai trị ngọn núi đó tuy nhiên thánh hậu đứng ra đảm bảo mục tiêu lần này là hướng vào phượng vũ chính vì thế sẽ không làm gì tổn hại đến triều ca cả thanh loan vừa rời đi thì ma tô xuất hiện thánh hậu lệnh cho ma tô lên núi côn luôn một chuyến nhân cơ hội này giết sạch hết không để kẻ nào sống sót ngay sau đó ma tô đến gặp ngựa minh dạ để giao nhiệm vụ ngươi hãy cho người tạo họ kết giới bao vây núi côn luôn không được để kẻ nào thoát ra ngoài kể cả phượng vũ Ngựa Minh Dạ nghe xong bất lực rời đi. Phía bên này, Phượng Vũ sau khi tắm xong không thấy Triều Ca đâu vội chạy ra ngoài tìm kiếm. Tên gác cổng thành cho hay, Triều Ca vừa ra khỏi thành, trước khi đi cô ấy còn hỏi đường lên núi Côn luôn. Một lát sau Phong Tầm xuất hiện, Phong Tầm tỏ ý muốn đi theo nhưng Phượng Vũ không cho. "Ngươi quay về báo tin cho mọi người, chẳng may ta có chuyện gì xảy ra còn có người biết mà đưa xác ta về nữa chứ." Nói xong Phượng Vũ vội vàng chạy đi. Sáng sớm hôm sau, Phượng Vũ cuối cùng cũng tìm đến núi Côn luôn. Ngay lập tức con yêu thú xuất hiện, tuy nhiên nó không có ý đánh nhau mà đang muốn phượng vũ đuổi theo mình thì đúng hơn sau khi đến cửa hang triều ca từ bên trong xuất hiện con yêu thú này thế mà lại bị triều ca thần phục không những thế triều ca còn hiểu được tiếng của nó nó chính là bạch lang tinh đã tu luyện được ngàn năm bỗng cơ thể nó thay đổi trở thành một cô gái xinh đẹp lạ thường yêu quái như này bảo sao các ông chồng thường xuyên trốn vợ để đi sau khi biết nó đang bị thương phượng vũ liền ngỏ ý muốn giúp đỡ lúc này triều ca mới đem nhẫn long phượng trả cho cô ấy Lang Yêu vừa nhìn thấy chiếc nhẫn liền tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Nó vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn này là của Mộc Cửu Châu. Đến bây giờ Triều Ca mới biết Phượng Vũ chính là đồ đệ của Mộc Cửu Châu. Cô ấy tỏ ra ân hận vì những hoài nghi của mình trước đó. Quay sang chuyện của Lang Yêu, nhiều năm về trước nó là một con lang tinh tu luyện thành người. Sau khi xuống núi làm giúp việc đã đem lòng yêu một vị công tử con nhà đại gia. Anh ta cũng có tình cảm với cô ấy, hai người cùng nhau trải qua những giây phút vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Tuy nhiên sau khi thấy mẹ anh ta biết chuyện đã ra sức ngăn cản. Chàng trai bất lực hẹn cô gái 3 ngày sau tại núi côn luôn. Không gặp không về. Lang yêu quay về núi chờ đợi, nhưng qua ba ngày vẫn chưa thấy đâu. Sau đó là 3 tháng vẫn không có kết quả, cô ấy đánh liều xuống núi để tìm chàng trai, thật không ngờ chàng trai bị giam cầm 3 tháng qua đã uống thuốc sâu tự sát. Chứng kiến cảnh này Lang yêu máu dồn lên não, cô ấy điên tiết giết hết đám người trong nhà cho bỏ ghét. Sau đó cô ấy bị Mộc Cửu Châu bắt lại, nhưng khi biết cô ấy đang mang thai Mộc Cửu Châu đã không giết cô ấy chỉ phong ấn một nửa sức mạnh để có thể sinh con và bảo vệ cho chúng. Nghe xong câu chuyện Phượng Vũ cảm động quá nên quyết định ra ngoài hái thuốc để chữa trị cho Lang Yêu. Phượng Vũ vừa rời đi thì Ma Tô xuất hiện, ngay lập tức hai người bị đánh thuốc mê, trước khi ngất đi Lang Yêu không biết nhìn kiểu gì mà lại nhìn ra người trước mặt mình là Phượng Vũ. Cùng lúc đó, ba anh em lên núi tìm Phượng Vũ, vô tình phát hiện Ngựa Minh Dạ cùng đám thuộc hạ đang tạo kết giới để phong ấn ngọn núi này. Quân Lâm nguyên lệnh cho hai ông em đi trước còn mình ra để đối phó ngựa minh dạ biết trong hoàn cảnh như này cho dù có giải thích như nào cũng không được nếu có trách chỉ trách hắn ta sinh ra đã là người của ám giả ô đình mà thôi nếu đã không giải quyết được bằng lời nói vậy thì chiến thôi cùng lúc đó phượng vũ quay về thì phát hiện triều ca và lang yêu đang nằm bất tỉnh nhân sự hai con lang con thì đã thăng từ lâu rồi một lát sau lang yêu tỉnh lại nó tỏ ra vô cùng đau đớn sau đó quay sang nhìn phượng vũ với vẻ mặt căm thù cơn điên của nó bộc phát nó đang chuẩn bị ra tay thì phong tầm cùng hiền dịch xuất hiện hai người dùng kết giới để trói nó lại sau đó kéo hai cô gái vội vã rời đi cùng lúc đó thánh hậu dẫn lính vào gặp thánh quân lúc này bà ta thẳng thắn thừa nhận về âm mưu của mình chính ta là người đã ra tay hạ độc ông đó ta thấy ông làm thánh quân hơi lâu rồi thì phải thánh quân nghe xong tỏ ra vô cùng tức giận ông ấy đang định ra tay với thánh hậu thì ma tô xuất hiện đến cuối cùng thì thánh quân cũng chẳng có cái vẹo gì cả ngay lập tức ông ta bị bắt lại sau bao nhiêu mưu hèn kế bẩn cuối cùng thánh hậu cũng được ngồi vào cái ghế đó chắc là mát đít lắm nhỉ quay lại phía bên này Quân Lâm Huyên cùng ngựa Minh Dạ giao đấu với nhau ngang tài ngang sức. Một lát sau đám người của Phượng Vũ cuối cùng cũng đã thoát ra ngoài. Lang Yêu đuổi theo không để ý nên đã bị rơi vào kết giới. Một khi kết giới nổ tung nó sẽ toang, trong giây phút quyết định Phượng Vũ đã liều mình chạy vào trong kết giới để cứu nó. Tuy nhiên kết giới đã hoàn thành không có cách nào để dừng lại cả. Hậu quả của hành động chân nhanh hơn não chính là đây. Lang Yêu thế mà không chết, nó vừa tỉnh lại đã nhanh chân chạy trốn. Đúng lúc đó Thanh Loan xuất hiện, cô ta lấy cớ quân Lâm Huyên cấu kết với yêu thú làm loạn cũng may có ám giả ô đình dùng kết giới để ngăn cản thánh quân đã trực tiếp hạ lệnh bắt tất cả về chị tôi nói xong thanh loan đi đến giật lấy chiếc nhẫn long phượng trên cổ phượng vũ đây là tăng chứng của vụ án ta cần giữ lại để điều tra số phận của lang yêu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy nó bị thanh loan cùng đám thị vệ vây bắt tuy nhiên cô ta không có ý định giết nó cô ta đưa lang yêu nhốt tại một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng dù sao cũng là yêu thú cấp cao giữ lại để luyện công cũng không tệ cho ngươi biết một chuyện con của ngươi là do bọn ta giết đó lang yêu nghe xong tỏ ra vô cùng tức giận triều ca vừa tỉnh lại vội đi tìm thanh loan đến bây giờ triều ca mới nhận ra thanh loan là vì đố kỵ với phượng vũ nên đã cố tình làm ra những chuyện này quả thật là biết người biết mặt không biết lòng nếu đã không thể làm tỉ muội tốt vậy cũng chẳng sao vậy muội hãy vào trong đó mà ăn cơm tù với bọn chúng nhé sau đó triều ca bị nhốt vào cùng một phòng với ba anh em tù cổ đại cũng sướng nhỉ nam nữ nhốt chung cũng đỡ buồn một lát sau tên thị vệ đến truyền lệnh của thánh hậu mời quân lâm uyên đến dùng bữa tối lúc này cũng chẳng còn gì phải giấu giếm nữa rồi thánh hậu thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình ta muốn lật đổ thánh quân tuy nhiên ta muốn con ngồi vào chiếc ghế đó lão ta là một kẻ nhu nhược chỉ biết ăn sẵn bao nhiêu năm như thế là quá đủ rồi sau đó bà ta kể cho quân lâm nguyên nghe một chuyện năm xưa bà ta vì đem lòng yêu mộc cửu châu mà sinh ra thù hận bà ta bày tỏ tình cảm của mình nhưng đã bị mộc cửu châu từ chối trong lòng mộc cửu châu chỉ có một mục đích duy nhất là phi thăng thành tiên tuy nhiên những thứ ta không có được thì ta sẽ tự tay hủy đi chính ta là người đã ngăn cản bầu cửu châu phi thăng khiến ông ta tan thành mây khói quân lâm nguyên nghe xong tức giận rút kiếm ra chưa kịp ra tay thì đám thị vệ xông vào mọi chuyện lại đúng theo ý của bà ta quân lâm nguyên âm mưu ám sát mẹ kế không thành nên đã bỏ trốn hạ lệnh truy nã toàn quốc kẻ nào nhìn thấy có thể giết không tha cùng lúc đó thanh loan quay về phát hiện lang yêu đã dùng sức kéo đứt cánh tay để bỏ trốn ở một diễn biến khác phượng vũ đang bị đưa ra hành hình tại trạm thiên lôi chứng kiến cảnh người con gái mình yêu bị hành hạ khiến cho ngựa minh dạ vô cùng đau xót sau một hồi suy nghĩ anh ấy quay lại gọi một tiếng phụ thân sau đó ngựa minh dạ liều mình lao vào trạm thiên lôi để cứu phượng vũ phía bên này hoàng nhi sau khi phát hiện thanh loan cấu kết với thánh hậu đã liều mình đến giải cứu cho ba người phượng vũ đang bị hành hình tại trạm thiên lôi mọi người đến nhanh còn kịp quay lại phía bên này ngựa minh dạ bất chấp cả tính mạng để lao vào bên trong mặc cho mọi người ngăn cản nhưng anh ấy muốn một lần được sống thật với cảm xúc của mình một lát sau thêm một kẻ si tình nữa cũng đến nhưng cũng nhanh chóng bị ngất đi trong giây phút ấy phượng vũ bị kéo vào trong một không gian vô định ở đây cô ấy gặp được phượng vũ phiên bản hàng diêu sau một hồi nói chuyện cuối cùng cô ấy đã được thông não mặc dù bản thân mình không phải là phượng vũ thật nhưng hiện tại tất cả những người đó đang vì cô mà hy sinh thứ tình cảm đó là dành cho con người của cô chứ không phải cái tên phượng vũ sau đó một loạt bút tích của mộc cửu châu hiện ra và chui tọt vào chán của phượng vũ cô ấy tỉnh lại mang theo sức mạnh của chân huyết phượng hoàng ngay lập tức trạm thiên lôi đã bị sức mạnh đó phá bỏ vượt qua kiếp nạn này đồng nghĩa với phượng vũ đã được thăng cấp thành linh tông cấp bậc sánh ngang với ma tô hiện tại sau chuyện này ma tô trực tiếp trục xuất ngựa minh dạ ra khỏi ám giả ô đình bây giờ ngươi đã trở thành một phế vật con đường sau này ngươi hãy tự mình mà sống lấy nói xong ông ta quay đít bỏ đi kể cũng tội người ta có bạn có bè quan tâm chăm sóc có mỗi mình anh ấy vì đóng vai phản diện nên phải cô độc một mình ngựa minh dạ tuy đã không còn gì nữa nhưng anh ấy vẫn còn tự trọng của bản thân quyết không chấp nhận lòng thương xót của kẻ khác cùng lúc đó thanh loan và mộc giao đang giao đấu cùng lang yêu Đột nhiên đầu óc cô ta trở nên choáng váng, ngay sau đó Mộc Giao dìu cô ta đến một nơi, cô ta một mình đi vào bên trong để sạc sức mạnh. Sức mạnh mà cứ như pin tàu vậy các ông ạ, à. mới dùng có tí đã hết. Mộc Dao đứng ngoài sợ ma nên đã đi vào bên trong để xem thử. Sợ mọi chuyện bị bại lộ nên cô ta đã ra tay để giết hại Mộc Dao. Sau đó cô ta trực tiếp thò tay vào ổ sức mạnh để sạc cho nhanh. Ngày hôm sau, đám người của học viện quân vũ nhận được lệnh lên núi Đồ Sát Lang yêu. Trong lúc bọn họ đang định ra tay thì Quân Lâm nguyên và Phượng Vũ xuất hiện tuy nhiên đám người này đã bị thánh hậu tẩy não nên cho dù hai người nói gì bọn họ cũng không tin lang yêu vì biết được thế khó của hai người nên đã cầu xin phượng vũ giết mình để tạo lòng tin với bọn họ đến cuối cùng lang yêu đã tự mình đâm vào kiếm của phượng vũ để tự sát trước khi chết nó lết đến chỗ của hai đứa con sau đó ba mẹ con được giải thoát và biến thành mảnh tinh thần toái phiến cuối cùng thì ra đây chính là thiên mệnh mà mộc cửu châu đã sắp đặt sẵn cho nó tuy nhiên nếu không tìm được nhẫn long phượng sẽ không thể ghép được ba mảnh toái phiến này lại Phía bên này, Thánh hậu sau khi biết Phượng Vũ chưa chết bà ta tỏ ra vô cùng tức giận. Nhưng Ma Tô dù sao cũng là một bậc tiền bối, ông ta không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ để ra tay với bậc hậu bối. Hơn nữa Nhẫn Long Phượng và Chân Huyết Phượng Hoàng còn đang ở trong tay của Thanh Loan thì sợ gì chứ? Để đảm bảo an toàn, Thánh hậu lấy đi chiếc vòng ngọc có chứa Chân Huyết Phượng Hoàng của Thanh Loan. Cái này để ta giữ thì sẽ tốt hơn, sau đó bà ta phái thuộc hạ đi thực hiện kế hoạch tiếp theo. Có ông nào thắc mắc tại sao Ma Tô lại luôn nghe lời bà ta không? Thực ra 20 năm trước Ma Tô đã yêu đơn phương bà ta, ông ấy đã lập lời thề sẽ bảo vệ cho bà ta hết cuộc đời này đúng là đời cha ăn mặn đời con bán muối cùng lúc đó phượng vũ cùng mọi người quay trở lại học viện quân vũ lúc này thanh loan cũng đã chờ sẵn ở đây để trả lại nhẫn long phượng cho cô ấy tuy nhiên cô ta cũng có bất ngờ cho phượng vũ ma ma cùng nha hoàn của phượng vũ đang bị cô ta khống chế tuy nhiên trước mặt mọi người phượng phu nhân lại không hề phủ nhận thân phận của con gái mình điều này giống như một cái tát vào giữa mặt của cô ta quyết không chịu thua thanh loan lấy ra bảo bối ảo ảnh gương sau đó ném nhẫn Long Phượng vào trong, ngay lập tức Phượng Vũ lao vào bên trong để tìm kiếm. đúng lúc đó Quân Lâm Uyên cùng mọi người cũng đến, tuy nhiên không có cách nào để cứu Phượng Vũ ra khỏi đó. dẫu biết vào trong đó sẽ không có cách nào để thoát ra ngoài, nhưng Quân Lâm Uyên vẫn quyết định chui vào để tìm kiếm cờ rớt của mình. Thanh Loan được Thánh hậu truyền thụ tâm pháp không ăn được thì đặt đổ. chính vì thế cô ta cũng chui vào trong để phá đám. tất cả những người rơi vào trong đó sẽ gặp phải những ảo ảnh và cám dỗ của riêng mình. họ sẽ tìm thấy tất cả những nội tâm mình hằng mong ước ở trong đó. Bí mật về 3 năm trước của Thanh Loan cũng được phơi bày tại đây. Thanh Loan một lần nữa xuất hiện để đồ sát Phượng Vũ. Trong lúc nguy hiểm nhất Quân Lâm Uyên đã lao ra để đỡ nhát kiếm đó cho Phượng Vũ. Cũng nhờ Quân Lâm Uyên đỡ nhát kiếm đó mà mọi người mới có thể thoát khỏi gương ảo ảnh. Đến cuối cùng kẻ thua cuộc vẫn là Thanh Loan, đúng là luật hoa quả không chừa một ai. Thanh Loan nói lời từ biệt sau cuối với Triều Ca sau đó thăng luôn. Ngay lúc đó gương ảo ảnh vỡ ra và Mộc Cửu Châu xuất hiện. Thì ra ba mảnh tinh thần toái phiến đã được hợp thành ở chính bên trong chiếc gương đó. Điều này đã hoàn toàn đánh thức linh hồn và thể xác của Mộc Cửu Châu. Thông tin ngay lập tức được truyền tới Thánh Hậu, bà ta tỏ ra có đôi chút lo nhưng không sợ, kế hoạch tạm thời dừng lại, chờ xem hắn ta có động tĩnh gì không rồi tính tiếp. Quay lại phía bên này, Mộc Cửu Châu tuy đã được thức tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, cần có thời gian chăm sóc để phục hồi linh lực, đến lúc này Phượng Vũ cũng thẳng thắn nói ra bí mật của mình. "Thực ra ta không phải Phượng Vũ." Triều Ca nghe xong tỏ ra vô cùng tức giận, "Thì ra từ trước đến nay cô luôn lừa ta sao?" Nói xong Triều Ca quay đít bỏ đi. Tuy nhiên cô Nha Hoàn thì lại nghĩ khác, ba năm nay hai người cùng nhau lăn lộn ngoài đường kiếm sống, đó là người thật việc thật, chứ không đơn thuần chỉ là một cái tên Phượng Vũ, dù có chuyện gì đi nữa thì người vẫn là tiểu thư của ta. Sau đó Phượng Vũ chạy đi tìm mama, Phượng Vũ lấy ra cây Phượng Minh kiếm để trả lại cho bà ấy. Xin lỗi phu nhân thực ra ta không phải là con gái người. Tuy nhiên bà ấy đã biết chuyện Phượng Vũ không phải là Phượng Vũ từ lâu rồi. Là một người mẹ chẳng lẽ ta lại không cảm nhận được sự thay đổi của con gái mình hay sao? Tuy nhiên trong lúc ta tuyệt vọng nhất vì mất đi con gái thì con xuất hiện. Nên ta đã xem con như là món quà mà ông trời tặng cho ta vậy. Chính vì thế từ lâu ta đã không quan tâm đến thân phận của con nữa rồi. Con vẫn sẽ mãi là con gái của ta. Con cũng không cần phải nghĩ con là ai. Bởi vì con chính là con. Ngày hôm sau, hiền dịch đến để an ủi chiều ca. Phượng Vũ hiện tại tuy không phải là Phượng Vũ trước đây. Nhưng cô ấy luôn sống thật lòng và đối xử tốt với mọi người. Tại sao chúng ta không mở lòng để đón nhận cô ấy? hiền dịch vừa nói có mấy câu như thế mà triều ca đã thay đổi suy nghĩ đúng là mê trai chỉ có đầu thai mới hết cùng lúc đó phượng vũ đến gặp mộc cửu châu để thông báo tình hình của đại lục càn nguyên thánh hậu cấu kết yêu ma tạo phản tạo nên một cuộc đại loạn nếu có thể thầy hãy lấy lại chân huyết phượng hoàng đã ban cho con để hồi phục lại linh lực có như thế mới cứu vãn được tình hình tuy nhiên mộc cửu châu lại nghĩ khác nếu một ngày làm thầy thì cả đời sẽ làm cha bất kể chuyện gì cũng đều có cách giải quyết cả không cần quá lo lắng đợi đến thời cơ ta sẽ đưa con về nơi ban đầu của con Quay lại phía bên này, Triều Ca đang làm món mì 12 con tôm để xin lỗi Phượng Vũ. Hiền dịch thấy thế cũng ra tay để giúp đỡ. Đúng là ảo ma Tây Ban Nha. Phượng Vũ đang ngồi buôn dưa lê với đám bạn thì Triều Ca xuất hiện. Cô ấy bưng đến hai bát mì nhưng ngượng ngùng không dám vào. Phượng Vũ hiểu ý đuổi hết đám vịt kia về trước. Sau đó hai người quay vào bàn cùng nhau ăn mì rất vui vẻ. Sau đó Triều Ca chạy đi tìm Hiền dịch để cảm ơn. Nhân cơ hội Hiền dịch đang ngủ gật Triều Ca định cắn trộm vào môi anh ấy một cái. Ai ngờ lại bị phát hiện. Xấu hổ quá xấu hổ quá nhìn thấy đôi môi ngọt mọng ấy khiến cho hiền dịch không kiềm chế được bản năng của một thằng đàn ông anh ấy không hỏi han gì mà trực tiếp hôn triều ca đúng là anh em nhà họ lươn vừa mới hôn một cái đã đòi chịu trách nhiệm với người ta rồi bên trong cung điện thánh hậu đang công khai thân phận của mình và ám giả ô đình trước các linh tôn lão thánh quân nhu nhược lúc này đã bị khống chế nên chẳng khác nào một phế vật mặc dù biết điều này là sai trái nhưng không ai dám đứng ra phản đối kẻ nào trái ý liền bị bà ta cho người bắt giam lại cùng lúc đó mộc cửu châu đến gặp thánh hậu Tuy nhiên bà ta lo sợ không dám ra gặp mặt, nhưng Ma Tôn thì khác, ông ta nhặt lấy chiếc túi gấm và ra ngoài gặp Mộc Cửu Châu. Ngày xưa ông chê ta yếu bây giờ hối hận chưa? Nể tình trước đây chúng ta có quan hệ quen biết ta tha cho ông lần này, lần sau gặp lại nhất định ta sẽ lấy mạng của ông đấy. Mộc Cửu Châu nghe xong sợ hãi rời đi, sau đó Mộc Cửu Châu quay về gặp Phượng Vũ. Mộc Cửu Châu tuy đã tỉnh lại nhưng linh lực đã không còn như trước nữa. Các đại môn phái bây giờ cũng cố thủ trong nhà vì sợ liên lụy. Lần này e rằng không có cách nào để đối phó lại với Thánh Hậu và Ma Tôn chính vì thế thầy cần con về nơi bắt đầu của con để tìm lại sức mạnh của bản thân sau đó quay lại đây để cứu lấy đại lục càn nguyên này nghe có gì đó sai sai thì phải phượng vũ vừa rời đi thì quân lâm nguyên xuất hiện ngày hôm sau phượng vũ đang ngủ thì phát hiện quân lâm nguyên đang nằm bên cạnh tưởng mình vẫn đang mơ nên cô ấy ôm gỉ anh xuống và hôn ai ngờ trời đã sáng rồi sau đó quân lâm nguyên đưa cô ấy ra ngoài dạo phố thì ra một cửu châu đã nói cho anh ấy biết chuyện cô sắp phải đi chính vì thế hôm nay anh ấy quyết định bỏ hết mọi việc sang một bên làm một người bình thường để đi chơi cho thật vui vẻ. Hai người cùng nhau trải qua một ngày rất vui vẻ. Tuy nhiên Phượng Vũ không hề biết một điều, thực ra làm gì có sức mạnh nào nữa chứ? Mộc Cửu Châu vì muốn cô ấy tránh xa tai họa nên mới nói dối như vậy. Sau đó hai người cùng nắm tay nhau đến nơi tình yêu bắt đầu để cảm nhận giây phút hạnh phúc ấy. Quân Lâm Nguyên nhẹ nhàng khóa môi cô ấy, nhưng nước mắt anh cũng đã rơi. Tối đến Quân Lâm Nguyên đột nhập vào mật thất của cung điện. Vừa lấy được chân huyết Phượng Hoàng thì bị đám lính phát hiện. Phải chăng đây là một cái bẫy? Quả nhiên Ma Tô cũng có mặt ở đây. Quân Lâm Nguyên nhanh trí phong ấn chiếc phòng vào trong bức tường. Tuy nhiên, chuyến này đối đầu với Ma Tô anh ấy lành ít dữ nhiều. Phượng Vũ tỉnh lại trong phòng của Mộc Cửu Châu, ngay sau đó ông ấy yêu cầu cô nhanh chóng quay về nơi bắt đầu nhanh còn kịp. Mộc Cửu Châu vận công luyện khí để đưa Phượng Vũ đi. Đúng lúc đó Triều Ca chạy vào báo tin, Quân Lâm Nguyên bị Thánh Hậu giết rồi. Phượng Vũ nghe xong trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, cùng lúc đó tên thị vệ đang dẫn theo quân của triều đình đến để đồ sát học viện quân vũ. Dự là máu sẽ chảy thành sông, lúc này ba vị cửa ải cũng có mặt ở đây để giúp đỡ tuy nhiên bọn chúng người đông thế mạnh hơn nữa còn có ma tô ở đây nữa e là chỉ còn cách bỏ chạy thoát thân mà thôi bên ngoài mọi người đang miệt mài đánh nhau còn bên trong thì đôi uyên ương vẫn đang tình tứ trước khi chia ly rất nhanh tất cả những người may mắn sống sót đều đã bị bao vây sau đó ma tô tạo ra một dấu ấn trung thu siêu to khổng lồ chắc định ép hết mọi người trở thành bánh trung thu đây mà tất cả mọi người hợp lực chống đỡ nhưng cũng chẳng ăn thua đúng lúc đó một cửu châu hạ phàm ông ấy dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bế tất cả mọi người đi nơi khác còn bản thân thì nhẫn nhịn để bọn chúng bắt đi tất cả mọi người được đưa xuống dưới mặt thất của tàng kinh lâu để ẩn náu tuy nhiên mãi ở đây cũng không phải là cách sau đó phượng vũ đưa mọi người đến địa điểm bí mật của mình và quân lâm uyên ở đây chắc chắn bọn chúng sẽ không thể tìm ra được quá sốc trước thông tin về cái chết của quân lâm uyên nên nhất thời cô ấy vẫn chưa thể vượt qua được nỗi buồn này phía bên này thánh hậu đang nổi trận lôi đình có một dúm người như thế mà tìm mãi không ra là sao lúc này ma tô đưa ra một chủ ý không cần tìm nữa ta có cách dụ bọn chúng tự đến mà không mất một chút công sức nào sau đó thánh hậu đến đại lao gặp mộc cửu châu đứng trước người mình yêu bà ta không thể không khóc ngày xưa ngươi chê ta xấu bây giờ hối hận chưa ba ngày sau ta sẽ cho xử tử công khai ngươi tại trạm thiên lôi đến lúc đấy xem ngươi có chịu cầu xin ta không nói xong bà ta quay đít rời đi phượng vũ cứ thế giàu dĩ hết ngày này qua ngày khác chiều ca thấy thế nhẹ nhàng đi đến để an ủi nếu cứ thế này thì bao giờ mới hết phim bà nội phượng vũ nghe xong liền thức tỉnh bên phía nguyên đô thông tin tử hình của mộc cửu châu đã được thông cáo thiên hạ lúc này ngựa minh dạ cũng đã xuất hiện phượng vũ thay bộ outfit mới tinh thần tươi tỉnh phấn chấn đứng lên để thuyết phục mọi người nếu chúng ta cứ mãi ở đây không chết đói bây giờ thì sau này cũng loạn luân mà chết thay vì như thế chúng ta hãy chủ động tấn công vào nguyên đô đánh nhanh thắng nhanh giành lại thế cục về tay mình mọi người nghe xong thấy cũng có lý nên đã cùng nhau đồng ý một lát sau phong tầm quay lại sau đó anh ấy kéo hiền dịch sang một bên để nói chuyện trên đường về quê phong tầm vô tình gặp được bích lạc cung chủ mẹ của triều ca cũng chính vì như thế mà anh ấy biết được một chuyện linh lực của triều ca bị hạn chế là có lý do trong cơ thể của triều ca có chứa một viên linh dược tên là xích đan thần châu chính nó đã cản trở việc tu luyện của triều ca xích đan thần châu là một món báu vật thời thượng cổ khi nó nổ tung thì sức mạnh sẽ tăng chóng mặt tuy nhiên nếu xích đan thần châu rời khỏi cơ thể đồng nghĩa với việc cô ấy cũng sẽ phải chết ngay lúc đó triều ca xuất hiện và đã nghe được toàn bộ nội dung của câu chuyện này buổi tối chiến dịch cảm tử của Phượng Vũ bắt đầu hành động cùng lúc đó Ngựa Minh Dạ cũng đột nhập vào bên trong Đại Lao thật không ngờ quân Lâm Nguyên vẫn còn sống quân Lâm Nguyên bây giờ sức cùng lực kiệt chỉ còn cách nhờ Ngựa Minh Dạ đi lấy chân huyết Phượng Hoàng giao lại cho Phượng Vũ có như thế may ra mới xoay chuyển được tình thế Ngựa Minh Dạ phong ấn quân Lâm Nguyên vào trong bức tường sau đó rời đi để lấy chân huyết Phượng Hoàng nhưng vừa quay đầu lại đã gặp Ma tô ở đây ông ta định ra tay với con trai mình nhưng lại không nỡ dù sao anh ấy cũng là đứa con duy nhất của ông ta phía bên ngoài cuộc chiến nổ ra vô cùng căng và thẳng phượng vũ một mình đi vào bên trong cung điện để gặp thánh hậu ngay lúc đó Ma Tô cũng theo vào bên trong lần này thì chạy đâu cho hết nắng hả cô nương phượng vũ hung hăng lao vào chém tới tấp nhưng tỷ lệ trượt lên đến một phần trăm ma tô nhẹ nhàng phẩy tay một cái đã khiến cô ấy bị hạ gục phía bên ngoài hiền dịch cùng chiều ca giải quyết một hồi cũng xong đám lính tép siêu sau đó hai người cùng phong tầm sông vào bên trong để hỗ trợ cho phượng vũ ngựa minh dạ đem chân huyết phượng hoàng đến cho phượng vũ tuy nhiên mất khoảng một phút 30 giây để hấp thụ nó lúc này ba người đứng ra hợp sức tạo thành lá chắn để cho phượng vũ hấp tiết bên phía đại lao quân lâm nguyên thoát ra ngoài sau đó chạy đến tìm mộc cửu châu tuy nhiên ông ấy không rời đi mà chọn cách chuyển hết lại linh lực cho quân lâm nguyên quay lại trận đấu vì sức mạnh của ma tô quá lớn nên ba người sắp không chống đỡ nổi nữa rồi lúc này Triều ca quay sang nhìn mọi người lần cuối sau đó tự quyết cô ấy vận khí để lấy viên xích đan thần châu ra một vụ nổ sức mạnh vô cùng lớn xảy ra ngay sau đó là hiệu ứng bay lên của triều ca hiền dịch thấy vui vui nên cũng nắm tay chiều ca mà bay đi một tình yêu đẹp cứ thế mà tan thành mây khói ngay lúc đó sức mạnh của phượng vũ bộc phát cô ấy lao lên dùng lăng ba vi bộ để chém 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 giây phút quyết định ngựa minh dạ đã đứng ra để cầu xin cho ông ấy mẹ của phượng vũ vừa bị tên thị vệ áp giải ra uy hiếp liền bị phong tầm cứa cổ thăng luôn đúng lúc đó quân lâm uyên xuất hiện một đao xuyên thủng người của ma tô hai người không hẹn mà mặc đồng phục vô cùng bắt mắt thánh hậu thấy ma tô đã chết nên cũng vỗ ngực tự sát dẫu sao ông cũng đã bảo vệ ta hai mươi năm nay rồi đây cũng coi như một lời cảm ơn ta dành cho ông kết phim quân lâm nguyên mặc quần áo chú rể đi đón dâu và cô dâu của anh ấy không ai khác chính là phượng vũ hiền dịch và triều ca cũng đã được mộc cửu châu dùng tu vi của mình để cứu sống đến cuối cùng phượng vũ đã đưa ra lựa chọn sẽ không quay về thủ đô nữa ở đây sống cuộc đời hạnh phúc với người mình yêu chẳng phải sẽ tốt hơn sao cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim này nhé đừng quên nhấn like đăng ký và chia sẻ để ủng hộ tụi mình nhé tận cùng của nỗi nhớ xin chào và hẹn gặp lại